chương 446 Trên cái rương thiếu nữ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 446 Trên cái rương thiếu nữ nữ tử kia thân mặt hắc y váy đen, đầu đội ngân sức, chỗ cổ tay mang theo hơn 10 bạc vòng tay, bạc vòng tay bên trên còn mang theo lục lạc, dáng vẻ không tầm thường, rất nhanh có người nhận lấy chân dung, treo ở bố cáo trên lan can. Cái kia chân thiên cung nữ tử ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống chúng nhân, nói. Đại khư đào phạm cực kỳ quan trọng, ít ngày nữa liền đem theo họa diễm sa mạc bên trong tới, các ngươi mấy ngày này đều muốn coi chừng một chút. Nếu như nhìn thấy trên tranh người, đừng rêu rao, miễn cho đem hắn sợ quá chạy mất. Hùng Kỳ Nhi chạy tới quan sát, tần mục vội vàng kéo lấy bàn tay nhỏ của nàng, miễn cho nàng chạy mất. Bố cáo cột trước người đông nghìn nghịch, chen lấn nước chảy không lọt, Hùng Kỳ Nhi lôi kéo tay của hắn chen đến phía trước nhất, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tranh chính là bản thân, phía trên viết là Đại Khư Đào Phạm Tần Mục chờ chữ. Hùng Kỳ Nhi vừa mừng vừa sợ nói. Long béo, đại ca ca bên cạnh còn có ngươi đây, chính là không có ta. Bốn phía nguyên bản tiếng người huyên náo, giờ phút này đột nhiên lặng nhắc như tờ, mọi người cùng quét quét hướng Tần Mục nhìn tới. Tần Mục phản phất giống như không phát hiện, nhìn về phía bố cáo cột, cười nói. Đây là ban công thố tác phẩm, hắn tự mình vẽ tinh ngạn trong tay cũng có một bức chân dung của ta cũng là hắn vẽ ta nhận ra bút tích của hắn soạt chung quanh hắn bỗng nhiên thời không một mảng lớn đám người tản ra cách hắn càng xa càng tốt tần mục không để ý lắm cười nói đại tôn vẫn là giao du rộng lớn nhận biết không ít người đáng tiếc chạy quá nhanh không thể giết chết hắn đại khư đào phạm nhận lấy cái chết phía sau hắn truyền đến một tiếng quát lớn chỉ nghe vù vù một tiếng cái kia thụ nhân nâng lên to lớn bàn chân hướng tận mục đạp xuống thụ nhân bản thân liền nặng nề vô cùng lực lượng cực lớn hơn nữa cây cối rất nhiều giá cả không cao tây thổ thần thông giả thường thường đều lựa chọn thụ nhân tới làm thành phương tiện giao thông cùng vũ khí chiến đấu cái này chân thiên cung nữ đệ tử lựa chọn thụ nhân hẳn là cây bên trong dị chủng cành cây thân cây lá cây đều là đỏ thẫm như máu hơn nữa coi tư thế dường như cũng là trải qua chiến đấu rèn luyện, chuẩn mực uy nghiêm đáng sợ. Tần mục dương tay vồ một cái, cái kia thụ nhân trong cơ thể một đoàn thanh quan bay ra, cương tại nguyên chỗ, lại là hồn linh bị tần mục một, một tay bắt đi. Hùng tích vũ đem vạn thần tự nhiên công truyền thụ cho hắn, hắn mặc dù cảm thấy nam tử tu luyện không bằng nữ tử, nhưng cũng xuống một phen khổ công. Cái kia chân thiên cung nữ đệ tử lấy làm kinh hải, trên đầu ngân sức đột nhiên bay lên, hóa thành một cái bạc phượng hoàng phóng tới tầng mục chỗ cổ tay bạc vòng tay cũng phần phật bay ra hướng tầng mục đầu bộ đi tầng mục toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn bạc phượng bạc vòng tay còn chưa đi tới bên cạnh hắn liền đột nhiên hòa tan biến thành đầy đất nước bạc cái kia chân thiên cung nữ đệ tử thấy tình thế không ổn lập tức phóng liền đi lên xuống ở giữa quần áo trên người cũng tự động bay phất phới quần áo mang theo nàng tung bay không cần bản thân học tập phi hành loại pháp thuật vạn thần tự nhiên công thật sự là kỳ diệu, để quần áo mang theo bản thân phi hành. Tần mục con ngón tay bắn liền mấy cái, thở dài nói. Xem ra ta vẫn là khinh thường môn công pháp này. Nữ tử kia trên lên một tiếng, từ không trung ngã xuống. Tai họa rồi. Bốn phía đám người chạy như bay, hốt hoảng chạy trốn, nói to. Có tiện nam muốn giết nữ lão gia. Tần mục bốn phía nhìn lại, đường đi bỗng nhiên thời không, Từng nhà niêm phong cửa bế cửa sổ, không có một ai, chỉ còn lại có Long Kỳ Lân cùng Hùng Kỳ Nhi còn đứng ở bên cạnh hắn, mà cách đó không xa cái kia chân thiên cung nữ đệ tử thì nằm rạp trên mặt đất, bị ngã đến thất điên bát đảo. Biết chân thiên cung đi như thế nào ư? Tần Mục đi ra phía trước, vẻ mặt ôn hòa nói. Cái kia chân thiên cung nữ đệ tử bỗng nhiên lật lên, trên đầu căn cây trăm cài tóc như kiếm hướng hắn hai con ngươi vọt tới. Thân hình nhưng nhanh chóng lướt ngang đi tới đường đi cái khác một ngôi nhà phía trước, đưa tay liền đem bức hoành bên trên tượng thần lấy xuống. Âm âm, cái kia tòa phòng ở đột nhiên đứng lên, hóa thành cự nhân, hai tòa tiểu gian phòng ốc biến thành nhà cự nhân nắm đấm, ầm vang hướng tầng một đập xuống. Cái kia từng cây trăm gài tóc đi tới tầng một đôi mắt trước liền bị định trụ, tầng một trong hai con ngươi từng tầng từng tầng trận văn xoay tròn, trăm gài tóc nóng chảy, biến thành từng giọt bạc dịch rơi xuống đất tần mục ngẩng đầu nhìn lại trong mắt điểm điểm tinh quang sáng lên dời mắt quét về phía cái kia tòa vụt lên từ mặt đất nhà cự nhân chỉ thấy trong cửa sổ cái kia một nhà già trẻ run lẩy bẩy không dám nhúc nhích ta liền biết cái này tượng thần không chỗ hữu dụng trong mắt của hắn hai đạo quang mang bắn ra theo cái kia chân thiên cung nữ đệ tử trên người thoáng một cái đã qua lạnh nhạt nói với tư cách thần thông giả ngươi không để ý tới những người bình thường này khiến cho ta khinh thường cái kia hai đạo quan mang càng lúc càng ngắn, thu về trong mắt của hắn, trong mắt của hắn điên cuồng chuyển động trận văn biến mất, từng chút một tinh mang dần dần ảm đạm. Tôn này nhà cự nhân ầm vang rơi xuống, lại biến thành một tòa hình tròn phòng ốc, lung lay hai cái. Tần mục chuyển thân rời khỏi, mà trên nóc nhà nữ tử kia thân thể cứng nhắc, một cử động cũng không dám. Tần mục ôm lấy hùng kỳ nhi nhảy đến long kỳ lân trên lưng, nữ tử kia còn đứng ở trên nóc nhà, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, cái kia chân thiên cung nữ đệ tử lộ ra vẻ hoảng sợ, đệ thấp lấy tiếng nói nói. Không cần mở cửa. Kéo kẹt. Cửa từ từ mở ra, thanh âm chấn động, nữ tử kia âm thanh nói to. Không cần mở cửa, nguyên khí của nàng lại khó giữ vững thân thể, cổ và eo thân từng người lộ ra một đạo tơ máu, sau đó hai đoạn thân thể từ hông trên người trượt xuống, lăn đến trên đường phố tiếp lấy eo người ở dưới cái kia hai cái chân cũng theo nóc nhà ngã xuống giáo chủ thật nhân từ ngoài trấn nhỏ long kỳ lân không khỏi khen ngợi nói nữ tử kia ra tay ác độc như vậy giáo chủ con hắn mới vừa mới vừa nói đến đây nghe được phía sau tiểu trấn truyền đến nữ tử kia tiếng thét chói tai vội vàng quay đầu nhìn lại khi thấy nữ tử kia nửa người dưới ngã xuống tình hình không khỏi rùng mình một cái tần mục cảm khái nói ta cũng không phải là nhân từ thần thông giả đối với người bình thường ra tay vốn chính là kiên kỵ tất cả mọi người là người dựa vào cái gì ngươi hơn người một bậc có thể tùy ý lấy tính mạng người ta ta tại duyên khang quốc cùng đại khư bên trong nếu như là thần thông giả ở giữa đấu pháp cũng rất ít tác động đến vô tội cho dù là cùng ban công thố tranh đấu cũng là đi ngoài thành động thủ lúc trước tư bà bà tại tương long thành cùng tương long thành trận đấu chính pháp cũng là thành bầu trời không có không chút kiên kỵ ở trong thành giao thủ. Long Kỳ Lân ngậm miệng lại, không có nói tiếp. Hắn vốn là ý định tán thưởng tần mục nhân từ, không có lấy cái kia chân thiên cung nữ đệ tử tính mạng, nhưng không ngờ rằng nữ tử kia vẫn là bị tần mục giết. Hơn nữa tần mục nói tới nhân từ lại là nhằm vào những cái kia dân chúng thấp cổ bé họng mà nói. Tần mục từ nhỏ liền bị tàn lão thôn cửu lão chỉ bảo, tự thân dạy dỗ, mặc dù treo cái này thiên ma giáo chủ tên tuổi, nhưng mà trái phải rõ ràng hắn được chia rất rõ ràng. Đơn thuần từ một điểm này tới nói, hắn còn muốn vượt qua rất nhiều danh môn đại phái chính đạo nhân sĩ. Kỳ nhi hẳn phải biết chân thiên cung phương vị A. À? Tần Mục hỏi. Hùng Kỳ Nhi lắc đầu. Mẹ ta mang theo ta đi ra trốn đuổi giết, đều là tận lực đi vắng vẻ chỗ, ta cũng không nhớ ra được chân thiên cung đến cùng là ở nơi nào. Tần Mục trầm ngâm một chút, nói. Long béo, chúng ta dọc theo quan đạo tiến lên đi thành phố lớn tìm người hỏi một chút con đường người ở đó hơn phân nửa biết chân thiên cung phương vị long kỳ lân dọc theo quan đạo đi thẳng về phía trước được rồi mấy chục dặm thời gian dần qua đi nhiều người nơi này con đường rất là rộng rãi vuông vức so duyên khang còn muốn tốt rất nhiều đạo bên đường dòng sông cũng là trong suốt thấy đấy trong nước có cá bơi rùa rắn kích cỡ cũng không nhỏ trên nước còn có chút chạy đi thần thông giả cùng võ giả lấy nữ tử chiếm đa số nhưng cũng không ít nam tử những người này tu luyện công pháp hẳn là cũng đều là vạn vật có linh vạn vật có thần con đường có chút cô gái cậu bé đi tới trên mặt sông quát một tiếng chỉ thấy rộng rãi dòng sông lập tức có sóng nước cao cao nổi lên từng đạo gần sóng chở đi các nàng hướng về phía trước mau chóng đuổi theo mà trên đường cũng có người đi đường rất nhiều người là đứng tại cây trên thân người chạy đi cũng có dây leo người chỉ là tốc độ chậm chạp trên bầu trời còn có cưỡi đủ loại phi cầm bay qua thần thông giả từ trên trời bay qua lúc ngủ thải cánh chim lưu quang rất là chói mắt xem ra là sắp đến nội thành tần mục thấy người đi đường dần dần tăng nhiều thở phào một cái đột nhiên cộc 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 thanh âm truyền đến tần mục lập tức nhìn thấy một màn kỳ dị chỉ thấy hướng nhiều thiếu nữ theo một cái khe núi thung lũng bên trong vọt ra vượt qua một cái ngọn núi nho nhỏ vọt tới trên đường lớn mang theo những này thiếu nữ là một cái mọc ra hơn 10 chân rương lớn, cái kia cái rương lớn bước ra hai chân, chạy rất nhanh. Lại có chút cô gái từ một bên trong sơn thôn lao ra, ngồi lại là thuyền gỗ, thuyền gỗ cũng mọc ra hai chân, trên mặt đất chạy như bay. Tần mục nhìn ra ngẹn họng nhìn trân trối, những này cái rương thuyền gỗ giống như là thành tinh đồng dạng, vậy mà có thể giống như long kỳ lân đồng dạng chạy như bay, quả thực kỳ dị. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, địa phương khác pháp thuật thần thông cũng có thể vì duyên khang sử dụng loại pháp thuật này nếu như mở rộng đến duyên khang quốc chẳng phải là hay ư tần mục nháy mắt mấy cái thầm nghĩ bất quá chỉ sợ cũng phải tạo thành một phen hỗn loạn a à, đoán chừng có chút pháp lực mạnh mẽ sẽ cưỡi một cái ngọn núi tới rêu rao những cái kia nữ hài nhi đối với hắn cưỡi long kỳ lân cũng rất tò mò mười mấy chân rương lớn tiến tới cái rương rất lớn dài rộng mấy trượng phía trên còn phủ lên giống như vân đồng dạng túi tơ, sáu bảy nữ hài nhi ngồi ở phía trên, dò xét long kỳ lân cùng tầng mục. Cầm đầu cô gái có lẽ thủ lĩnh của các nàng, chính là nàng dùng pháp lực đánh thức cái rương, để rương lớn mang theo các nàng chạy như bay. Nàng cười lên nhìn rất đẹp, bạc mặt dây chuyền bệnh tua rua ở dưới mắt to giống như là mặt trăng công thành nha nhi, khẩu âm mang theo đặc biệt tây thổ mùi vị, còn không nói chuyện liền ha ha nở nụ cười. Tiểu oa oa, ngươi đầu này đại heo chạy đến thật là sung sướng nơi nào làm ra giọt tần mục ngơ ngác một chút cái này mới tỉnh ngộ lại tiểu oa oa nhưng thật ra là tiểu ca ca cười nói đây là lông kỳ lân rồng cùng kỳ lân hỗn chủng hùng kỳ nhi theo lông kỳ lân dưới lông chui ra lộ ra cái đầu nhỏ tò mò quan sát xung quanh những cái kia nữ hài nhi vừa sợ xá lên rất ưa thích hùng kỳ nhi muốn hôn muốn ông tần mục bất đắc dĩ chỉ được để long kỳ lân tới gần đem hùng kỳ nhi ôm đưa đến trên cái rương hắn cùng những cô bé này bắt chuyện lên những cô bé này kinh ngạc nguyên nhân là hắn mang theo hùng kỳ nhi tây thổ phong tục không giống bình thường nam nữ tẩu hôn qua đi nếu là sinh con cái con trai muốn đưa đến nhà trai bên trong đi nữ nhi thì bản thân giữ lại cái này phong tục cũng đưa đến tây thổ kỳ dị nhất hiện tượng có thật nhiều trong nhà người ta hoặc là đều là nữ tử hoặc là đều là nam tử thậm chí liền rất nhiều thôn cũng đều là nữ tử không nhìn thấy một cái nam đinh hiện tượng các nàng nhìn thấy tần mục mang theo hùng kỳ nhi còn tưởng rằng hùng kỳ nhi là tần mục nữ nhi chẳng qua nhìn tần mục tuổi không lớn lắm vẫn là cái dương quan sáng lạng chàng trai không giống như là có con trai có con gái bộ dạng cho nên không khỏi kinh ngạc các vị tiểu thư tỷ ta hỏi các ngươi vấn đề tần mục đối với nơi này phong tục khá là không hiểu thử dò xét nói ta gặp được một cái nữ hài tử, chỉ là gặp mặt một lần, nàng mời ta đi nhà nàng, nhưng là lại không cho ta đi cửa chính, ngược lại để cho ta theo nhà nàng cửa sổ trèo đi vào. đây là cái gì lễ tiết? những cái kia nữ hài nhi đều ha ha nở nụ cười, cầm đầu cô gái con mắt lại công thành nha nhi. tiểu oa oa sợ không phải tác tử a, à, luân gia muốn ngươi trèo cửa sổ phủ là muốn cùng ngươi thân thiết ư? tự như cái kia uyên ương cái cổ cuốn lấy nhau, tai tóc mai lẫn nhau cò sát tần mục gãi đầu một cái, khó hiểu nói. Làm sao uyên ương cuốn lấy nhau? Cầm đầu nữ hài nhi nhảy đến lông kỳ lân trên đầu, cười nói. Ngươi không nên động. Dứt lời, tựa vào trong ngực của hắn, hai tay nắm ở hai tay của hắn đặt ở eo của mình phía trước, đem mặt về phía sau dán tới, thon dài cái cổ tiến đến trong ngực của hắn, khuôn mặt cùng mặt của hắn lẫn nhau chà sát, vành tay cùng hắn vành tay đụng vào nhau, trơn bóng trắng nõn nà, không nói ra được mềm mại cùng quyến rũ tần mục bị náo cái đỏ chót mặt chân tay lúng cuống ngửi được tất cả đều là thiếu nữ mùi thơm cơ thể cô bé kia cười khanh khách lên lại trở lại chạy như bay trên cái rương cái khác nữ hài nhi nhìn xem hắn say khước bối rối đều thanh thúy cười lên rất là vui vẻ một cái cô gái trêu ghẹo nói đại tỷ đầu ngươi động tâm không bằng ngươi dẫn hắn đi tẩu hôn đấy cô bé kia liếc tần mục một cái, khá là tâm động, do dự nói. Liền sợ luân gia không vui ư. Cái khác cô gái cùng một chỗ luôn miệng mê hoặc, cô bé kia lấy ra một cái hương bảo nhi vứt cho tần mục, cười ha hả nói. Tiểu oa oa, ngươi có thể ban đêm leo trèo nhà ta cửa sổ, ta dạy một chút ngươi làm uyên ương vung. Những cô bé này tác phong lớn mật, so duyên khang kinh thành nữ hài nhi còn muốn nóng bỏng, tần mục cảm thấy không chịu đựng nổi, vội vàng thay đổi chủ đề, nói. Các ngươi biết chân thiên cung đi như thế nào ư? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 447 Là một nhân tài. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 447 Là một nhân tài những cô bé này mặc dù tu luyện một chút tây thổ pháp thuật, cũng biết có chân thiên cung một chỗ như vậy, nhưng chân thiên cung cụ thể ở phương nào, các nàng nhưng lại không biết. Tây thổ diện tích lãnh thổ bao la, không thể so với duyên khang hoặc đại khư nhỏ hơn bao nhiêu, sinh hoạt tại đại khư đám người đa số biết đạo môn, nhưng đại đa số người nhưng lại không biết đạo môn ở nơi nào. Tây thổ đám người cũng là như vậy. Tần mục có chút hối hận giết chết cái kia chân thiên cung nữ đệ tử. Phía trước, một tòa mỹ lệ thành thị đập vào mi mắt, trên cái rương các thiếu nữ là đến tòa thành này đi chợ, thành gọi là phương tú thành, toàn thành tươi hoa đua nở, màu xanh lục dây leo leo đến trên tường thành, từng đóa từng đóa hoa lớn tại trên tường thành nở, còn có trên cổng thành cũng treo đầy hoa tươi, hoa khoe màu đua sắc, rất là chói mắt. Đi tới gần, liền nhìn thấy những cái kia bông hoa giống như là yêu tinh đồng dạng, đóa hoa bên trong chui ra nguyên một đám thân thể ôn nhu thiếu nữ, nhẹ giọng ngâm sướng nghe không hiểu ca dao. Cái kia là hoa bên trong linh bị người trong thành sử dụng pháp thuật đánh thức, trở thành tô điểm tòa này phương tú thành phong cảnh còn có chút lục la cô nương mặc màu xanh lục váy, hải đường cô nương mang theo đỏ chói đóa hoa, qua lại không ngớt tại cao lầu cao ốc tầm đó. Có tảng đá biến thành cự nhân gõ trống to, không trung còn có gọi không ra tên đóa hoa trôi nổi, hoa tinh linh đứng tại đóa hoa bên trong, thổi lên khúc sáo, đàn tấu tỳ bà, quay chung quanh thạch cự nhân phi hành nhạc đệm. Tần mục đi tới trong tòa thành này, giống như là nông dân vào thành, nhìn thấy trên đường phố đi tới chính là nguyên một đám quái vật khổng lồ, cái kia là mọc ra hai chân phòng ốc cự nhân, nữ hài cùng các chàng trai đứng tại sông cửa sổ bên cạnh, nhìn bốn phía, nhìn xem bốn phía cảnh trí, vui cười tiếng thanh thúy. Còn có giải dài bồng bềnh, theo một cái phòng cự nhân sông cửa sổ bên trong bay ra, bay tới một cái khác phòng cự nhân trong cửa sổ, dựng thành một cây cầu xà nhà, mặc các loại trang phục lộng lẫy nữ hài dẫm lên băng rua theo một cái nhà đi đến một cái khác trong phòng, cùng tình lang hẹn hò. Là hoa sơn lễ. Hùng Kỳ Nhi hưng phấn nói. Mẹ ta mang ta đi chơi qua. Chân thiên cung hoa sơn lễ, so nơi này còn muốn náo nhiệt. Tần mục ôm đến Hùng Kỳ Nhi, cùng trên cái rương các cô gái phân biệt, Long Kỳ Lân chở lấy bọn hắn đi lại tại đây Mỹ lệ kỳ diệu trên đường phố, Tây thổ phùng hoa thịnh cảnh khó có thể tưởng tượng, cùng duyên khang một trời một vực, có không hề tầm thường tình thú. Hắn đi tại đây cái tràn ngập dị vực tình thú trong thành thị, có thật nhiều nữ hài hướng hắn ném ra túi thơm, còn có một cái to gan nữ hài dẫm lên băng rua tới, nắm tay của hắn muốn bay trở về lâu cự nhân bên trong hẹn hò. Tần mục buông ra bay lên nữ hài tay, cô bé kia giống như là cưỡi sóng phi hành tiên tử đồng dạng bay trở về lâu vũ bên trong, lại đi tìm kiếm cái khác tuấn nam. Hắn đi tới tây thổ gặp được chân thiên cung nữ đệ tử, quả nhiên là hung ác, nguyên bản đối tây thổ nữ tử có không tốt lắm cảm nhận, nhưng mà đi tới phương tú thành bên trong lại bị nơi này phong thổ hấp dẫn. Mỗi năm một lần hoa sơn lễ, phi thường náo nhiệt. Tần mục xuyên qua đám người cùng lâu cự nhân, phòng cự nhân, rốt cục đi tới trong thành, nơi này liền tương đối an tĩnh, không hướng mặt trước náo nhiệt như vậy. Nơi này sinh hoạt, hẳn là phương tú thành địa chủ hàng ngũ nhân vật, hướng bọn họ hẳn là sẽ thăm dò được chân thiên cung tin tức. Lúc này, một đóa lục dây leo nhanh chóng sinh trưởng, bay tới tầng mục trước mặt dây leo đầu có một đóa hoa lớn đóa hoa khoang thai nở rộ hoa bên trong chui ra cái áo hồng nữ tử ngọt ngào cười nói có phải là hay không tầng công tử tầng mục gật đầu nữ tử kia theo hoa bên trong đi tới sau lưng có hoa nhị liên kết cười nói công tử chủ nhân nhà ta cho mời xin mời đi theo ta nơi này có người nhận ra ta tầng mục kinh ngạc theo lông kỳ lân cổng lên nhảy xuống nói xin tiểu tỷ tỷ dẫn đường nữ tử kia cũng rơi trên mặt đất dẫn dắt hắn đi tới một hộ đại trạch trước cái này hộ trạch viện giống như là trang viên đồng dạng rất là khí thế cửa ra vào hai cái sư tử đá đứng lên quay đầu nhìn tần mục cùng lông kỳ lân một cái sau đó lại ngồi xuống ngồi tại trên bệ đá tần mục theo hoa bên trong nữ tử đi vào trạch viện chỉ thấy rất nhiều các thiếu niên thiếu nữ lui tới rộn rộn ràng ràng, ràng cũng rất là náo nhiệt Bất quá bọn hắn phần lớn là hoa cỏ cây cuối cùng ngọc thạch biến thành, còn có chút là huyền kim huyền đồng biến thành. Tòa trang viên này không phải Tây Thổ phong cách, ngược lại giống như là Duyên Khang phong cách. Chờ một chút, những này huyền kim huyền đồng. Tần mục hơi ngẩn ra, ánh mắt rơi vào một cái đang tại đi lại trên chiếc đỉnh lớn, chiếc kia bên trong chiếc đỉnh lớn đựng lấy đồ ăn, chạy đến một hỏa nhân trên đầu, bản thân đem đồ ăn nấu chín. Cái này miền đại đỉnh, là linh binh linh binh cũng có thể hóa linh tần mục đột nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa không khỏi thả chậm bước chân suy nghĩ xuất thần hắn phát giác được một loại khác cải cách chính trị đường tắt cái kia chính là đem vạn vật có linh vạn vật có thần lý niệm đưa vào duyên khang gây nên một cái khác trận cải cách chính trị thủy triều nếu như duyên khang thần thông giả linh binh cũng có thể nắm giữ linh thực lực của mỗi người đều có thể tăng lên rất nhiều không chỉ có như thế hai loại thể hệ kết hợp, sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều pháp thuật thần thông, càng nhiều hơn biến. Lúc trước, Duyên Khang quốc thần thông giả nói tới linh binh, cũng không phải là là chân chính linh binh, nhưng mà thần tàn bên trong thai ngán mà sống, nhưng mà nếu như hấp thu tây thổ lý niệm, liền có thể làm được đúng nghĩa linh binh. Duyên Khang pháp thuật chú trọng lực công kích, đủ loại kỳ công diệu pháp cổ quái kỳ lạ, tây thổ pháp thuật tại công kích lực bên trên chỉ hơi không bằng, thủ đoạn công kích bên trên cũng có khiếm khuyết, không hơn vạn vật có linh loại phương pháp này lại có thể để linh binh thành là chân chính linh binh hai loại hệ thống có thể bổ sung hiện tại nang đề là như thế nào đem tay thổ vạn vật có linh pháp thuật cùng duyên khang quốc công pháp dung hợp để duyên khang quốc thần thông giả cảm ứng được linh kích hoạt linh binh bên trong linh hắn dốc lòng suy tính như thế nào mới có thể đem vạn vật có linh cùng duyên khang quốc hệ thống tu luyện dung hợp đột nhiên chỉ nghe một thanh âm cười ha ha nói duyên khang tần giáo chủ đường xa mà đến chưa nghênh tiếp mong rằng thứ tội là người nam tử tần mục có chút không hiểu tòa này phương tú thành rất hiển nhiên là tây thổ một cái cực kỳ thành thị phồn hoa theo lý mà nói hẳn là nữ tử đương gia làm chủ nơi này tại sao có thể có nam tử thân cư cao vị tình huống hắn theo tiếng nhìn lại nhưng thấy một vị hình dáng tuấn mỹ thiếu niên đem người nghênh đón thiếu niên kia ngờ ngợ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm thấy dường như ở nơi nào gặp qua nhưng lại cũng chưa gặp qua. Long Kỳ Lân đột nhiên kích động lên, thấp giọng nói: "Giáo chủ, ngươi nhìn hắn có phải hay không cùng Tổ sư có chút giống?" Tần Mục giật mình, quả nhiên cảm thấy có chút tương tự, bất giác sinh ra mấy phần hảo cảm, làm lễ ra mắt nói: "Thiên Thánh Giáo chủ Tần Mục, gặp qua nơi đây chủ nhân." Thiếu niên kia đáp lễ, cấp bậc lễ nghĩa lại là duyên khang quốc cấp bậc lễ nghĩa, nói: tần giáo chủ ngật kha xin kính chào không ngày trước giáo chủ chân dung cũng đã kề lần tây thổ thanh danh lên cao gây nên oanh động không ít tuổi trẻ tài tuấn định gặp một lần tần giáo chủ đây tần giáo chủ mời tới bên này tần mục vẻ mặt tối sầm lại hắn lần này mang hùng kỳ nhi đến đây vốn là để duyên khang quốc sư cùng hùng tích vũ xung phong hai người bọn họ danh khí càng lớn một cái là duyên khang quốc uy danh hiển hách quốc sư một cái là Chân Thiên Cung trước cung chủ, tự nhiên sẽ thu hút Tây thổ lực chú ý, như vậy, hắn cùng Hùng Kỳ Nhi liền không người chú ý, ngược lại an toàn. Hắn này tới mục đích, chính là vì quen thuộc Tây thổ địa lý nhân tình, tương lai Duyên Khang quốc tất nhiên sẽ đối Tây thổ dụng binh, đem nơi này đưa vào Duyên Khang quốc quốc cảnh đường bên trong. Duyên Khang quốc sư mục tiêu là từ trên xuống dưới tiến hành, trước đem Chân Thiên Cung đem tới Tây, do Chân Thiên Cung thống trị Tây thổ, Chân Thiên Cung quy thuận Duyên Khang liền có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất không nghĩ tới bởi vì ban công thố tên khốn này hoành thò một chân vào đem tần mục đến tay thổ chuyện náo được thiên hạ đều biết liền bản truy nã đều treo đầy tay thổ mỗi bên thành mỗi bên trấn ngật kha huynh khách khí tần mục theo hắn tiến lên lại thấy ngật kha bốn phía có nam có nữ tu vi đều là không yếu bản lĩnh có lẽ khá tốt chẳng qua những năm nam nữ nữ này nhìn về phía hắn ánh mắt có chút bất thiện kích động nhưng mà có ngật kha người địa chủ này tại bọn họ không có trực tiếp động thủ tần mục nhìn một chút ngật kha trong lòng có chút hồ nghi nam tử trẻ tuổi này dáng dấp cùng thiếu niên tổ sư có mấy phần rất giống mà mảnh này trang viên cũng là duyên khang quốc phong cách cũng không phải là tây thổ hình tròn kiến trúc ngật kha cấp bậc lễ nghĩa cũng là duyên khang quốc cấp bậc lễ nghĩa chẳng lẽ hắn thật sự là thiếu niên tổ sư đi tây thổ tổ hôn kết quả không đúng hình dạng của hắn không lớn xem ra cũng là 16-17 tuổi, tổ sư mặc dù phong lưu phóng khoáng chút, nhưng 16-17 năm trước đã là một đám xương già, còn có thể chạy đến Tây thổ tẩu hôn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tổ sư cũng là thiếu niên bộ dáng, cái này ngật kha hơn phân nữa là tu luyện đại dục thiên ma kinh bên trong tạo hóa công, mới có thể dung nhan vĩnh trú. Ngật Kha dẫn mọi người đi tới một chỗ cao lầu, nhìn thấy bốn phía đều là đuổi ở đây tọa giá, đến chỗ này người có lẽ địa vị bất phàm, tần mục thấy có người lại là ngồi đám mây tới đám mây bị buộc tại trên một cây cổ thụ còn có đủ loại kỳ trân dị thú thậm chí còn có một đỉnh núi nhỏ nghĩ đến có thể đi vào mảnh này trang viên người đều là nhân vật có mặt mũi bọn họ tướng mạo tuổi trẻ cũng đều là trước tới tham gia hoa sơn lễ người biết vật dù sao hoa sơn lễ sẽ lên không có người chọn lão già lão thái thái làm bạn lữ ngật kha xin mỗi người bọn họ ngồi xuống tần mục đè xuống nghi ngờ trong lòng rơi xuống ngật kha vỗ tay một cái chỉ thấy có tôi tớ lấy tới một bức tranh ngật kha bày ra bức tranh vẽ lên chính là tần mục cười nói chân thiên cung đem tần giáo chủ tranh đưa tới nói là truy nã đại khư trọng phạm ta còn đang suy nghĩ vị này tần giáo chủ to gan lớn mật có hay không dám vào vào ta phương tú thành không nghĩ tới tần giáo chủ quả nhiên tới giáo chủ kẻ tài cao gan cũng lớn đến gặp một lần ta tay thổ quần anh vị này nữ hiệp chính là ta phương tú thành vu cẩm phương gia thế nguồn gốc vu tỷ tỷ sở dĩ họ ngọc là bởi vì tổ tiên là tây thổ ngọc gia chi nhánh ngọc gia tần giáo chủ hẳn phải biết chứ tần mục gật đầu nói bây giờ chân thiên cung cung chủ chính là ngọc gia ngật kha cười nói vu tỷ tỷ hào điền vạn khuynh có dãy núi 18 tòa là vu gia truyền nhân tu vi thất tinh cảnh giới tần mục mỉm cười hướng vu cẩm phương gật đầu vu cẩm phương mỉm cười ngật kha lại nói tây thổ cũng có nam tử đương gia vị này chính là tây thổ thiên phủ môn thiếu chủ nhạc thanh sơn thiên phủ môn là nam tử đương gia làm chủ tu luyện con đường cùng duyên khang quốc gia sở hữu chút tương tự tại tây thổ cũng rất nổi danh nhạc thanh sơn nhạc huynh tu vi lục hợp cảnh giới tần mục làm lễ ra mắt Nhạc Thanh Sơn có chút tự phụ, nói. Ta mặc dù là lục hợp cảnh giới, nhưng ta thiên phủ môn pháp thuộc thần thông lai lịch cổ xưa, chính là thần chỉ truyền lại. Tần Mục tới hào hứng, cười nói. Thần chỉ công pháp, ta gặp qua rất nhiều, quả thực không tồi. Ngật Kha lại nói. Vì cô nương này vậy liền không phải chuyện đùa, cũng không phải là ta phương tú thành, mà là đến từ chân thiên cung, đình phương sư tỷ. Tần mục nhìn về phía nữ tử kia, chỉ thấy nữ tử này trang phục lộng lẫy đến đây, dùng nhàng phi phạm, khen. Hoa nở đầy đình phương, đình phương sư tỷ tên tốt. Đình phương cười nói. Tần giáo chủ, trong cung trưởng lão muốn bắt ngươi quy án, cũng không phải là ta muốn cùng ngươi đối nghịch, xin hãy tha lỗi. Ngật Kha lại giới thiệu mọi người khác, từng cái đều có lai lịch. Tần mục từng cái mỉm cười ứng đối, những người này tu vi cao có thấp có, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như tương đối không tầm thường đợi cho giới thiệu xong xuôi tần mục cười nói ngật kha huynh giới thiệu nhiều người như vậy sao không giới thiệu một chút bản thân ngật kha cười ha ha nói ta thẹn vì thế địa chủ cái này phương tú thành là nhà ta cha mẹ lưu lại sản nghiệp không đáng giá được nhắc tới tần giáo chủ quân anh đến đây muốn bắt giáo chủ giáo chủ đem ứng đối ra sao tần mục nhìn chung quanh một vòng thành khẩn vô cùng nói. Những vị ca ca tỷ tỷ này, từng cái đều là là một nhân tài, cần gì chịu chết. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 448 Tổ sư hậu nhân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 448 Tổ sư hậu nhân lời vừa nói ra, cái này lâu vũ bên trong tất cả mọi người cười lạnh không ngớt tần mục không để ý lắm, cười nói. Tây thổ nếu như nếu không phải cách một cái đại khư, sớm đã bị duyên khang diệt, thực tế không dám giấu giếm, các ngươi đạo pháp thần thông so sánh lẫn nhau duyên khang, đã lạc hậu, mà duyên khang cùng đại khư pháp thuật thần thông trong mắt ta đều đã có chút tục hậu, bởi vậy ta mới muốn cầu biến. Chư vị Tây thổ ca ca tỷ tỷ cách ta gần như vậy, quá nguy hiểm, đừng nói lục hợp cảnh giới, liền xem như thất tinh cảnh giới mấy vị này ca ca tỷ tỷ, ngươi, ngươi, còn có ngươi cách ta gần như vậy trong mắt ta hắn chỉ chỉ ở đây thất tinh cảnh giới cao thủ lắc đầu nói các ngươi đều là biết đi biết nhảy có thể nói sẽ cười thi thể thôi khác nhau chỉ ở chỗ các ngươi lúc nào biến thành thi thể lâu vũ bên trong mọi người đằng đằng sát khí nhạc thanh sơn bỗng nhiên đứng dậy cười lạnh nói tần giáo chủ ngươi rất cuồng vọng ngật kha thành chủ ngươi là nơi đây chủ nhân ta rất muốn gặp một lần vị này tần giáo chủ không biết có thể ngật kha cười ha ha nói chư vị đều là khách nhân tới tham gia phương tú thành hoa sơn lễ hội cần gì như vậy dương cung bạc kiếm mọi người đều tìm ngưỡng mộ trong lòng tình nhân dù chẳng phải hay ư đương nhiên chư vị nếu là khăng khăng muốn đánh ta cũng không cách nào ngăn cản đúng không hắn rõ ràng muốn xem náo nhiệt nhạc thanh sơn đi xuống lầu cười lạnh nói tần giáo chủ, ngươi xuống, ta muốn hướng chân thiên cung cầm cái tặng thưởng. Tần mục lộ ra nụ cười, theo túi thao thiết bên trong lấy ra một cái hai thước vuông quả cầu kim loại, lắc đầu nói. Không cần đi xuống, ở đây rất tốt. Hắn đem cái này tròn trùng trục quả cầu kim loại nâng trong tay, lâu vũ lập tức rất nhỏ lay động, chậm rãi hướng lòng đất chìm, tòa này cao ốc bị ép tới kẻo kẹt kẹo kẹt vang vọng, tầng lầu thứ nhất đã chìm vào khắp mặt đất, tiếp theo là tầng thứ hai lầu, đợi chìm đến tầng lầu thứ ba, cái này mới dừng lại tiếp tục hạ xuống xu thế. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, Ngật Kha khen. Thật nặng cầu. Chư vị mời xem. Tần mục tay trái nhẹ nhàng kích thích cái này quả cầu kim loại, nói. Đây là kiếm hoàng của ta. Răng rắc, kiếm hoàng nứt ra, tám ngàn cây kiếm mảnh như tơ, mũi kiếm nhắm thẳng vào tâm cầu, có thể rèn đúc được như vậy tài tình, không chỉ có cần vô cùng khéo léo tay nghề, đồng dạng cũng cần tỉ mỉ chính xác làm cho người khác kính sợ tính toán kỹ xảo. Hắn cái này 8 ngàn cây kiếm chiếu rọi ra từng đạo hàng quan, để tòa này lâu vũ bốn vách tường không ngừng có quan mang lưu chuyển, còn theo trên mặt của mọi người chiếu qua. Mỗi một thanh kiếm đều giống như hoàng mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Tần một bàn tay nâng kiếm hoàng, kiếm hoàng từ từ bay lên, chậm rãi chuyển động, để cho người ta có thể thấy rõ kiếm hoàng bên trong cấu tạo, nói: "Chư vị." đạo pháp thần thông đừng nói trăm ngàn năm không tiến bộ cho dù là trăm năm không tiến bộ cũng sẽ lạc hậu hơn thời kỳ các ngươi tây thổ thần thông đạo pháp dùng vẫn là một hai vạn năm trước lão tổ tông truyền thừa đạo pháp thần thông đánh thức vạn vật linh hoặc là thần thay mình tác chiến nhưng mà các ngươi thần thông đạo pháp khởi động tốc độ quá chậm liền xem như thiên nhân cảnh giới cao thủ khởi động vạn vật có linh cũng cần thời gian nhất định mà thần thông thay đổi trong nháy mắt sao lại cho ngươi thời gian ta tới thi triển một chiêu kiếm pháp mời chư vị chỉ điểm một ít các ngươi không nên động chân thiên cung đình phương cười lạnh nói không nên động chẳng phải là mặt cho ngươi xâm lược tần mục mỉm cười nói các ngươi nếu là muốn động tự gánh lấy hậu quả một kiếm khai hoàng trong tay hắn kiếm hoàng đột nhiên chia rẽ ra chỉ một thoáng kiếm đầy lậu cát tám ngàn cây kiếm di chuyển tất cả mọi người hầu như kìm nén không được liền muốn đứng lên ngăn cản, nhưng vào lúc này sở hữu kiếm quan đột nhiên biến mất, chẳng những kiếm quan biến mất, cho dù là tòa này lâu vũ dường như cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó phô thiên cái địa biển máu cùng cuộn Kiếm đồ chiêu thứ hai, nhất kiếm khai hoàng huyết ung dương. Một chiêu này thi triển đi ra, loại kia mênh mông bi thương cảm giác đập vào mặt, để bọn hắn trong thoáng chốc nhìn thấy dường như có vô số thần ma tại biển máu trong biển rộng đấu tranh, đang thét gào, tiếp theo tại trong kiếm quan biến thành từng cổ thi thể chìm vào biển máu. Nhất kiếm khai hoàng huyết ung dương, sơn hà tại, tâm mênh mông, nhìn quanh hai bên, cổ quốc không còn người thúc cựu trang. Trong thời gian này, bọn họ nghe được có người vỗ bàn đứng dậy, có người lớn tiếng gầm thét, còn có thần thông tiếng va chạm, giao phong ngắn mũi tiếng. Đột nhiên, biển máu cùng cùng như là cực nhanh thời gian rút đi màu sắc bọn họ ngờ ngợ nhìn thấy một cái chịu trách nhiệm thần kiếm bi thương quay đầu bóng lưng, loại kia tịch mịch cảm giác tan thương, xúc động tâm linh. Bóng lưng biến mất, lâu vũ lại xuất hiện, tầng một tay vẫn như cũ hư hư dơ lên, trên bàn tay là một cái không ngừng xoay tròn kiếm hoàng. Trước mặt bọn hắn chén dĩa đủ thứ đồ ăn vẫn như cũ như vừa rồi, cũng không một chút lộn xộn. Mọi người cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng bốn phía nhìn lại, trong lòng sợ hãi, chỉ thấy vu cẩm phương thi thể nằm ngang trên đất đình phương thì ngã tại chỗ ngồi bên trên mi tâm một điểm vết máu màu đỏ còn có hai người thi thể ngã nhào tại án vừa rồi bọn họ tại tầng một kiếm quan bên trong vỗ bàn đứng dậy ý đồ cùng tầng một kiếm quan chống lại kết quả nhưng từng cái chết tại một chiêu này phía dưới mà những người khác bởi vì ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích thì bình yên vô sự nhạc thanh sơn sắc mặt trắng bệch hắn vừa rồi cũng không nhúc nhích lại không phải là bởi vì hắn không có cảm nhận được tầng mục một, một chiêu kia đáng sợ kiếm ý mà là hắn thiết thiết thực thực cảm thấy bởi vậy không dám nhúc nhích ngật kha phất phất tay lập tức có người tiến lên đem thi thể kéo xuống chỗ ngồi bên trên mọi người có sắc mặt trắng bệch có sắc mặt tái xanh tầng mục một, một chiêu này mang cho người ta rung động thực sự quá mạnh kiếm pháp quá nhanh để cho bọn họ tới không kịp làm ra phản ứng chỉ có thể ngồi ở chỗ đó loại này khoanh tay chịu chết tư vị xác thực không dễ chịu. Nhất là mấy vị kia thất tinh cảnh giới cao thủ, bọn họ cứ việc có thể để cho nguyên thần ly thể, nguyên thần chiến lực cực mạnh, nhưng cái này lâu vũ quá chật hẹp, tầng mục kiếm quá nhanh, để cho bọn họ tới không kịp động niệm đầu kiếm quan liền đem bọn hắn bao phủ. Tần mục một, một chiêu này uy lực to lớn, mỗi một thanh kiếm đều là dùng thượng thừa nhất tài liệu luyện chế mà thành, có nguy hiểm cho đến tính mạng của bọn họ thực lực mà bọn họ vạn vật có thần vạn vật có linh thần thông khởi động tốc độ quả thực phải so tầng một kiếm chậm rất nhiều nếu như động thủ chỉ có thể trước cùng hắn kéo dài khoảng cách hoặc là trước hắn một bước thi triển thần thông mà ở tòa này lâu vũ bên trong bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội tầng một đem kiếm hoàng thu hồi ấy nấy nói ngật kha huynh làm bẩn ngươi lầu mong rằng thứ tội ngật kha vội vàng nói. Tần giáo chủ kiếm pháp tinh diệu vô song, để cho ta mở rộng tầm mắt. Mặc dù đâm ra không biết bao nhiêu kiếm, nhưng không có làm bị thương ta tòa nhà này chút nào. Đây mới là bản lĩnh. Xin hỏi một chiêu này là duyên khang quốc biến pháp sau khai sáng ra kiếm chiêu ư? Tần mục lắc đầu nói: Một chiêu này cũng không phải là biến pháp về sau thần thông, mà là khai sáng tại bốn năm trăm năm trước. Một chiêu này cũng là hậu hơn thời đại, chẳng qua tại Tây Thổ trên vùng đất này ta nhờ vào một chiêu này đủ để giết hết lục hợp thất tinh, không có địch thủ. Chư vị đang ngồi mặc dù đều rất mạnh, nhưng vẫn là không bằng ban công thố. Ban công thố so với các ngươi tốt hơn nhiều, ta một chiêu này hắn liền có thể đón lấy, nhiều nhất là trọng thương. Mọi người từng người yên tĩnh hừ một tiếng, muốn muốn nói chuyện, tiếng nói có chút khàn khàn, thanh âm cũng có chút trung rẩy, chỉ có thể vội vàng ho khan che giấu. Ngật Kha thành chủ, ta không mặc mũi nào lưu ở nơi đây, cáo từ. Nhạc thanh sơn đột nhiên chắp tay, chuyển thân xuống lầu rời đi. Hắn đi lần này, những người khác cũng nhao nhao đứng dậy cáo từ, rất nhanh trong lầu liền chỉ còn lại có tầng mục cùng Ngật Kha hai người. Ngật Kha hiếu kỳ nói. Tần giáo chủ, ngươi lần này tới bên cạnh không có cao thủ gì, chỉ có một đầu lông kỳ lân, thiên nhân cảnh giới chiến lực, mà ta tay thổ nhưng còn nhiều, rất nhiều cao thủ, chẳng lẽ ngươi liền không sợ thua ở nơi này? tần mục giống như cười mà không phải cười ngật kha huynh biết long kỳ lân ngật kha không có trả lời tần mục cười nói kẻ muốn giết ta nhiều đến nay còn chưa có người có thể thành công ta chuyến này cũng không phải là muốn khiêu chiến thiên hạ anh tài mà là khắp nơi đi một vòng nhìn một chút ngật kha huynh biết chân thiên cung ở đâu chân thiên cung chính là ta tây thổ thánh địa người người đều biết ngật kha cười nói tần giáo chủ nếu là muốn đi nơi đó ta ngã có thể vì ngươi chỉ đường tần mục cảm ơn cười nói chân thiên cung truy nã ta ngật kha huynh nhưng đối đãi ta như thượng khách liền không sợ chân thiên cung làm khó dễ ngươi ngật kha cười ha ha lắc đầu nói chân thiên cung mặc dù mạnh mẽ nhưng còn không đến mức tùy ý làm bậy tây thổ cứ việc chỉ có cái này một tòa thánh địa nhưng mà khống chế tây thổ lại không phải chân thiên cung mà là thượng thương chân thiên cung còn không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này mà kinh động thượng thương. Người tới, đem ta tay thổ địa lý đồ, tặng cho tần giáo chủ một phần. Tần mục trong lòng nghiêm nghị. Ngật Kha câu nói này để lộ ra một cái trọng yếu tin tức, chân thiên cung cùng thượng thương quan hệ trong đó, tự hồ có chút vi diệu. Có người làm tiếng lên, đem tay thổ địa lý đồ hiến cho tần mục, tần mục dọn đồ, vẫn là không nhìn được hỏi. Ngật Kha thành chủ, ngươi mảnh này trang viên, dường như có duyên khang phong cách. Ngật Kha mỉm cười nói: "Tần giáo chủ, ngươi nên đi. Ngươi giết chân thiên cung đình phương, Vu gia Vu Cẩm phương, bản thân chính là đại họa, vừa rồi vội vàng rời đi những người kia cũng không phải là đi tham gia Hoa Sơn lễ hội, mà là đi báo tin cùng viện binh. Ngươi nếu là nếu ngươi không đi liền rốt cuộc đi không nổi." Tần Mục thật sâu liếc hắn một cái, nói: "Tổ sư ở đây đợi bao lâu?" Ngật Kha trầm lặng, sau một lúc lâu nói thời gian không dài hắn hàng năm tới một lần dạy dỗ ta rất nhiều thứ lần trước hắn thời điểm ra đi nói với ta sau này hắn đại khái sẽ không lại đến rồi tần giáo chủ hắn đã đi ư tần mục trầm lặng một lát đi tới bên cửa sổ nhìn một chút lầu dưới long kỳ lân giờ phút này đầu quái vật khổng lồ đột nhiên nhánh lăn lên lỗ tai hiển nhiên đang trọng nghe trên lầu đối thoại không có tần mục lộ ra nụ cười nói tổ sư đại khái là thành thần lâu dưới lông kỳ lân lỗ tai lại tiêu nhiễu xuống nằm rạp trên mặt đất trải phẳng đuôi ngật kha đi tới bên cạnh hắn nhìn xuống dưới chỉ thấy hùng kỳ nhi đang leo đến lông kỳ lân chóp đuôi bên trên sau đó đầu này đại gia hỏa nhếch lên đuôi hùng kỳ nhi liền tuột xuống mừng rỡ tiểu nữ hài khanh khách cười không ngừng ta khi còn bé gặp qua lông kỳ lân bất quá hắn đã không nhận ra ta Ngật Kha lắc đầu. Ngươi mang theo chân thiên cung tiểu công chúa, còn muốn sống đi đến chân thiên cung. Khó trách chân thiên cung nhất định phải đưa ngươi bắt quy án. Ngươi thật không cần ta hỗ trợ. Ta có thể trở thành đứng đầu một thành, tự nhiên là có chút bản lĩnh cùng thủ đoạn. Cha dạy dỗ ta rất nhiều thứ. Tần Mục đi xuống lầu, lắc đầu nói. Ngươi có bản thân gia nghiệp, ta sẽ không liên lụy ngươi. Long béo, kỳ nhi, chúng ta đi thôi. Ngật Kha mắt đưa bọn hắn xuất phủ, phất phất tay, tần mục hình như có chỗ xem xét, chuyển thân hướng hắn phất tay từ biệt. Ngật Kha nhịn không được nói. Ta còn có thể gặp lại hắn ư. Tần mục cất giọng nói. Chờ ngươi thành thần về sau, đại khái gặp được hắn đi. Ngật Kha lộ ra nụ cười, mắt đưa bọn hắn đi xa, lập tức sắc mặt ảm đạm xuống. Hắn mỗi lần nhắc tới cha, đều mang theo đại khái hai chữ cha hẳn là thật qua đời. Trạch Trư đang đuổi hướng hồ năm trường xa đường sắt cao tốc bên trên, tiếp tục gõ chữ, phấn đấu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 449 Đại Chuông Đồng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 449 Đại Chuông Đồng Long kỳ lân nhưng rất vui vẻ, mang theo tầng mục ra khỏi thành liền ra sức chạy, quả nhiên là nhanh như điện chớp, so trong sa mạc còn nhanh chóng hơn rất nhiều. Nó mặc dù có đôi khi tâm tư rất tinh tế tỉ mỉ, nhưng cuối cùng không bằng ngật kha bực này nhân vật, nghe được tần mục chính miệng đối tổ sư con trai nói tổ sư không có chết, thành thần, đầu này đại mập mạp không khỏi vui mừng không xiết, gấp đôi ra sức. Tần mục có chút không quá nhẫn tâm lừa hắn. Người chết sinh giới phía ngoài biển mây mù bên trong, chống thuyền bộ xương khô kia hẳn là lăng cảnh đạo nhân. Tần Mục thầm nghĩ. Hắn là lăng cảnh đạo nhân lời nói, như vậy tổ sư hơn phân nửa cũng tại người chết sinh giới. Thông trưởng cho ta tám khối phong đô tệ, ta nhất định phải quay lại phong đô, tìm cái kết quả. Hắn lấy ra ngật kha tặng cho hắn tây thổ địa lý đồ, triển khai bốn phía xem, sau một lúc lâu rốt cuộc tìm được chân thiên cung cùng phương tú thành vị trí, hắn ngẩng đầu phán đoán phương vị của mình, lập tức vì Long kỳ lân chỉ điểm đường đi, hướng tây nam phương chạy đi. Liên tại bọn hắn phía trước, một tòa núi lớn nằm ngang ở trên đường, ngọn núi này thể kỳ lạ, giống như là một tôn cự nhân đứng ở đó, cự nhân nơi bả vai mọc ra hai cái buông xuống ngọn núi, nhưng kỳ quái là, hai ngọn núi tới đến phía dưới liền đột nhiên trở nên thô to tròn xoe, giống như là hai cái chuông lớn buông xuống trên mặt đất. Dịch đạo đi tới nơi này, một phân thành hai, theo hai cái chuông lớn ở giữa xuyên qua, vòng qua tòa này kỳ quái núi lớn bản thể. Long Kỳ Lân chạy đến nơi đây lúc, Tần mục ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy một cái đồ đen váy đen nữ tử thân hình thước tha phiêu giật, đang tại hướng về trên núi tung bay đi. Nàng rơi vào tòa kia kỳ dị núi lớn đầu vị trí, nơi đó treo một tấm kim quang lập lòe mảnh giấy nhỏ, giống như là khắc ở trên đỉnh núi đồng dạng. Tần mục con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy nữ tử kia đang tại để lộ đỉnh núi cái kia tấm thiệp. Không tốt. Lòng béo, tiến lên. Hắn mới vừa mới vừa nói đến đây, chỉ thấy ngọn núi lớn kia đột nhiên ầm ầm chấn động, cực lớn ngọn núi dơ chân lên, nặng nề vô cùng núi đá theo lòng đất trút ra, như là theo lòng đất trút ra một ngọn núi. Tần mục trong lòng biết không ổn, sau lưng vô ưu kiếm ra khỏi vỏ, vùng một tiếng thẳng đến đỉnh núi nữ tử kia mà đi. Bắt giặc trước bắt vua, ngọn núi lớn này hóa thành núi cự nhân nhất định là có cường giả pháp lực chống đỡ, đánh thức núi linh, chỉ cần giết nữ tử này, có lẽ liền có thể ngăn chặn ngọn núi quá trình biến hóa nữ tử kia quay đầu nhìn một cái, cười lạnh nói. Giết ta vu gia đệ tử, quả ngươi là thiên vương lão tử, cũng muốn ngươi chôn cùng. Tôn này núi cự nhân rút ra một cái chân, đạp ở trên mặt đất, bùn đất bay loạn, sau đó dụng lực rút ra một cái chân khác, lúc này mới từ từ đứng lên. Núi cự nhân lúc đứng lên, vân tại sườn núi, mà hai cái chuông lớn hình dáng phó phong cũng bị nhấc lên, phó trên đỉnh núi đá bổ nhào lấy lấy rơi xuống, từng khối đá tảng từ trên trời giáng xuống, rất nhanh chất đầy con đường. Núi cự nhân đứng lên, trên núi nữ tử kia thân hình cũng theo đó lên cao, vô ưu kiếm lập tức quay tròn chuyển động, hóa thành toản kiếm thức xông thẳng lên trời. Núi cự nhân đỉnh đầu cái kia vu gia nữ tử cũng trong lòng biết không ổn, lập tức khẽ quát một tiếng, từng đạo phi hoàng bay ra, đưa tay vỗ, vô số phi hoàng hướng phía dưới đâm tới vô ưu kiếm chụp đi. Đinh 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 đinh, dày đặc như mưa nổ truyền đến, cái kia từng đạo phi hoàng bọc tại vô ưu kiếm bên trên, nhanh chóng thu nhỏ lập tức bị xoay tròn phi kiếm xoắn nát tu vi của nàng không yếu nhưng mà tây thổ công pháp đi lộ tuyến cũng không phải là lớn mạnh bản thân lộ tuyến mà là mượn thiên địa vạn vật chiến đấu so sánh duyên khang quốc cùng cảnh giới thần thông giả tới nói bản thân chiến lực yếu nhược rất nhiều so với tầng một cái này một đường chém dết tới thiên ma giáo chủ càng là kém rất nhiều vô ưu kiếm càng là thần kiếm sắc bén vô cùng xoắn nát vô số phi hoàng thế không giảm chút nào tự bên dưới mà lên theo nữ tử kia hàm dưới đâm thủng đỉnh đầu bay ra trên đỉnh núi một đạo huyết quang chợt hiện tần mục thu hồi vô ưu kiếm còn không tới kịp buông lỏng một hơi lại thấy cái kia hai tòa phó trên đỉnh núi đá hơn phân nửa rụng xuống lộ ra đồng thau sắc thân chuông ngọn núi này vậy mà thật sự chính là chuông không phải thật sự núi mà là chuông bề ngoại bịt kín một tầng núi đá như thế lớn linh binh tần mục mặc dù đã gặp không ít nhưng đều là trấn giáo cấp bảo vật cứ việc tây thổ linh binh không bằng duyên khang quốc linh binh tinh diệu nhưng mà trấn giáo cấp bảo vật không thể coi thường chính là thần kiều cường giả tiêu hao một đời tâm huyết luyện chế mà thành quy năng không thể coi thường đỉnh núi kia bên trên mảnh giấy nhỏ hẳn là phong ấn đem tôn này núi cự nhân phong ấn lại tôn này núi cự nhân hơn phân nữa là từ lâu sinh linh bị chủ nhân phong ấn tại đây trở thành có thể canh giữ gia tộc trọng bảo tần mục khóe mắt nhảy lên bỗng nhiên biết không ổn tôn này núi cự nhân nhấc lên hai cái chuông lớn đem chuông lớn vung lên không nói lời gì liền hai cái chuông lớn liền ầm vang đập cùng một chỗ Chung miệng chỗ hướng chính là tầng một bên này núi cự nhân cũng không phải là đánh thức mà là phong ấn ngọn núi này cự nhân vẫn có linh là vu gia đem tôn này cự nhân phong ấn tại này chờ đến có cần là lại để lộ phong ấn thôi thúc tôn này đáng sợ cự nhân cạch hai cái khổng lồ chuông đồng va chạm cùng cùng tiếng gầm hướng về phía trước nghiền ép mà đến những nơi đi qua con đường bị tầng tầng chồng chồng lên nhau cùng cùng lấy hướng long kỳ lân bên này đánh tới nhưng mà uy hiếp lực mạnh nhất cũng không phải là bị dân lên con đường mà là tiếng chuông hai kiện bảo vật trấn giáo va chạm phát ra hồng chung đại lửa tiếng vang tây thổ thế gia hung ác như thế hung hãn long béo không nên động tần mục nhìn không được khen ngợi nguyên khí bộc phát toàn thân vô số phù văn ấn ký bay lượn đem hắn cùng long kỳ lân cuốn lấy diệt tuyệt tất cả sóng âm ầm vang đánh tới nhưng mà tại hủy diệt sóng âm còn chưa đi tới long kỳ lân trước mặt lúc những cái kia phù văn ấn ký liền hợp thành một cái truyền tống trận pháp truyền tống thần thông thôi phát tần mục tính cả long kỳ lân cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa sau một khắc long kỳ lân cùng tần mục xuất hiện tại hơn một dặm nếu như là chính hắn thôi thúc truyền tống thần thông có thể truyền tống ra hai ba mươi dặm, mang theo một người cũng có thể truyền ra hơn mười dặm. Nhưng mà mang theo Long kỳ lân bậc này quái vật khổng lồ, một dặm có hơn đã là cực hạn của hắn. Nhưng mà khoảng cách một dặm, đối với tôn này núi cự người mà nói khoảng cách quá ngắn, tôn này núi cự nhân chỉ sợ một cước bước ra, có thể bước ra hơn mười dặm địa. Tần mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn họ vừa rồi vị trí dịch đạo bay lên, giống như là dây lụa trong gió rung rẩy dữ dội, lập tức nói đường tại cuồng bạo sóng âm bên trong vỡ nát. Cái kia hai cái chuông đồng sóng âm phá hủy hơn 20 dặm con đường, những nơi đi qua, quả nhiên là vỡ nát tất cả. Núi cự nhân không có pháp lực, chỉ dựa vào lực lượng đánh chuông lớn, liền có đáng sợ như vậy uy năng, quả thực lợi hại. Tần mục nhìn không được khen ngợi, Long Kỳ Lân lập tức mang theo hắn nhanh chân chạy như điên, mà tại bọn họ phía sau, tôn này khổng lồ vô cùng núi cự nhân chuyển động thân khu, bước chân, tần mục lập tức chỉ cảm thấy mây đen áp đỉnh, ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời tôn này núi cự nhân chân to đã đi tới đỉnh đầu của bọn hắn. Long kỳ lân tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều, lên xuống vượt qua thanh âm, cái tên mập mạp này tốc độ vậy mà có thể tăng lên nhanh như vậy, để tần mục cũng giật nảy mình, không biết Long béo ăn linh đang dịu dược gì, tốc độ vượt xa lúc trước. Ở đây trong lúc nguy cấp, Long Kỳ Lân cũng không lo được sau này nên như thế nào lừa gạt cơm chủ cải tiến thức ăn, chỉ lo chạy trốn bậc này tốc độ nhanh chóng, khiến cho người trố mắt. Âm âm. Phía sau bọn họ, cái kia núi cự nhân chân to rơi xuống, dẫm đến đại xuất hiện một cái hồ nước, mà cự nhân một cái tay khác sách theo đại chuông đồng hướng về phía trước đập xuống. Long kỳ lân điên cuồng chạy, chuông lớn rơi tại sau lưng, nhưng này chuông lớn uy năng nhưng cực kỳ khủng bố, sóng âm truyền xuống mặt đất, phổ biến tốc độ phải so không khí nhanh 3 năm lần. Phía sau bọn họ, mặt đất lóp bóp nổ tung, tình cảnh đáng sợ vô cùng, đuổi theo Long Kỳ Lân một tiếng nổ vang, đem Long Kỳ Lân tung bay đến giữa không trung. Long Kỳ Lân vội vàng dưới chân sinh ra mây lửa, chân đạp mây lửa chạy như điên, sau lưng tôn này núi cự nhân một cái tay khác vung lên một cái khác miệng đại chuông đồng, mà vừa mới đập xuống đất chiếc kia đại chuông đồng thì bị cự nhân nhấc lên, cùng trên không rơi xuống chiếc chung lớn kia đụng vào nhau. Cạch, tiếng chuông vang lên, hai cái chuông lớn va chạm chỗ, sóng âm gần sóng đem không khí ép thành thực chất sóng âm chấn động tại như thực chất trong không khí phổ biến, tốc độ nhanh hơn. Tần mục trùng mình, vội vàng xoay người về phía sau, nhanh chóng lấy ra thái âm ngọc nhãn, ngọc nhãn bên trong ánh sáng sáng lên, một đạo quan mang trực tiếp đón tấn công tới sóng âm cắt tới. Ông! Cái kia diệt tuyệt sóng âm bị ngọc nhãn bên trong bắn ra ánh sáng chia hai nửa, hai cổ ba động khủng bố theo long kỳ lân bên cạnh sự qua người, đáng sợ chấn động để tần mục tê cả da đầu, không rét mà run nếu rơi vào tay cổ này sóng âm đánh trúng, hắn, hùng kỳ nhi tính cả long kỳ lân, đều đem bị chấn động thành vô số mảnh vỡ, không còn tồn tại. Tây thổ vẫn là có nội tình, chỉ là loại này nội tình, đối với tu vi không có lợi. Tần mục về phía sau nhìn lại, tôn này núi cự nhân bị thái âm ngọc nhãn ánh sáng đánh trúng, vài trái sập nửa bên, long kỳ lân cự ly này tôn núi cự nhân càng ngày càng xa, lấy tôn này núi cự nhân thực lực, đã không cách nào làm cho sóng âm công kích đến bọn họ. Nhưng vào lúc này, tôn này núi cự nhân đột nhiên không ngồi xổm, tần mục nhìn thấy này tấm cảnh tượng, trong lòng giật mình, lại thấy tôn này núi cự nhân đột nhiên bắt đầu chạy, tốc độ nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ông trời ơi! Không đúng, tôn này núi cự nhân nhất định có người điều khiển, nếu không không có khả năng nhận định ta cùng Long Kỳ Lân, điên cuồng đuổi giết. Tần mục tỉnh ngộ lại, để lộ phong ấn mảnh giấy nhỏ cái kia vu gia nữ tử đã bị hắn đánh chết điều khiển núi cự nhân đương nhiên sẽ không là nàng người này nhất định là giấu ở lân cận hơn nữa tu vi cũng hẳn là cực cao nếu không nơi nào có thể khống chế khổng lồ như vậy một tôn núi cự nhân hắn mới vừa mới vừa nghĩ tới đây đột nhiên trên bầu trời một đạo kiếm quang bay qua tiếp lấy giữa không trung rơi xuống một cái đầu người sau đó lại có vài đoạn thi thể theo tầng mây bên trong ngã xuống lại là một cái tóc bạc đầu bạc lão thái thái trong tay còn cầm một cái gậy, gậy cũng bị chém thành hai đoạn. Tần mục hơi ngẩn ra, nhìn nửa tôn này núi cự nhân, lại thấy núi cự nhân đột nhiên cứng đờ, không còn đuổi theo. Hẳn là cái này tóc trắng lão thái thái trong bóng tối khống chế núi cự nhân công kích bọn họ, nếu không núi cự nhân làm sao lại vừa mới bị đánh thức liền lập tức hướng tần mục lạnh lùng hạ sát thủ. Long béo, dừng lại. Long kỳ lân vội vàng dừng lại, không hiểu nó ý, tần mục mở ra hỏa tiêu thiên nhãn hướng tôn này núi cự nhân nhìn lại chỉ thấy núi cự đỉnh đầu của người bên trên đứng đấy một thân ảnh ngờ ngợ là ngật kha đạo kiếm quan kia theo tầng mây bên trong bay trở về quay chung quanh đỉnh núi người kia xoay tròn hai vòng cái kia thân hình hướng hắn không người bái biệt lên đường bình an tần mục cũng không người từ biệt nhận được chút lành chỉ thấy thân ảnh kia vung lên một lá cờ hướng trên người che lại đột nhiên từ trên núi biến mất truyền tống kỳ tổ sư đưa hắn một mặt truyền tống kỳ tần mục lộ ra nụ cười hắn cùng tổ sư đồng dạng đều là mặt ngoài một bộ không màng danh lợi bộ dạng nhưng mà trên thực tế nhưng rất nhiệt tâm ngật kha không hổ tổ sư con trai long béo tổ sư có truyền nhân p e mãi theo dõi phốt quá làm mãi ca sông bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 450 Lục địa phi thành Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 450 Lục địa phi thành Long kỳ lân chân đạp mây lửa, hướng tây nam mà đi, phía trước chính là thiên phủ môn, hai ngọn núi lớn như là một chiếc cổng trời, trên núi có đủ loại cung điện. Nhạc thanh sơn đang chạy về thiên phủ môn, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn lại, lại thấy long kỳ lân mang theo tần mục đã đi tới phía sau hắn nhạc thanh sơn giật nảy mình vội vàng dừng lại thân hình tốc độ của hắn thật nhanh ta nếu là về môn phái mật báo chỉ sợ hắn hiện tại liền sẽ hướng ta lạnh lùng hạ sát thủ long kỳ lân dừng lại tần mục làm lễ ra mắt nhạc thanh sơn đáp lễ tần mục sắc mặt ôn hòa nói nhạc huynh vì cái gì không có đi tham gia hoa sơn lễ hội ngược lại về thiên phủ môn Nhạc Thanh Sơn vội vàng cười nói: "Tại hạ khuôn mặt xấu xí, khó mà lấy lòng giai nhân, cái này Hoa Sơn lễ hội không đi cũng được." Tần Mục sắc mặt càng thêm ôn hòa, nói: "Nhạc huynh làm sao lại xấu đâu? Nhạc huynh tuấn tú lịch sự, khẳng định có thể thu hoạch mỹ nhân trái tim, vẫn là về đi tham gia Hoa Sơn lễ hội a." À? Nhạc Thanh Sơn trùng mình, lần trước Tần Mục nói ra tuấn tú lịch sự cái từ này lúc, thi triển một chiêu nhất kiếm khai hoàng huyết ung dương, trước mặt mọi người giết bốn vị ở đây cao thủ. Hiện tại hắn còn nói ra tuấn tú lịch sự cái từ này, bản thân nếu như không thức thời, khăng khăng về núi, chỉ sợ đợi chờ mình cũng là một kiếm mất mạng. Đa tạ Tần giáo chủ chút lành. Nhạc Thanh Sơn cảm ơn, chuyển thân liền đi, hướng phương Tú Thành mà đi. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, lúc này mới để Long Kỳ Lân tiếp tục chạy đi, theo Thiên Phủ môn một bên vòng qua. Nhạc Thanh Sơn xa xa nhìn thấy phương Tú Thành quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy tầng mục, thầm nghĩ. Chân Thiên Cung truy nã hắn, nếu như ta Thiên Phủ môn có thể đem bắt giữ hắn, cùng Chân Thiên Cung rút ngắn quan hệ, ta trong môn địa vị nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn đang định trở về, đột nhiên thấy được trong Hoang Nguyên tòa kia cự nhân hình dáng ngọn núi, không khỏi khẽ giật mình, lập tức nhìn thấy vỡ vụn con đường, cùng bốn phía bị tiếng chung xung kích tạo thành phá hư. Lại có rất nhiều vu gia cao thủ bay tới, tìm được vu gia lão nải nải tứ chi, gào khóc. Vu gia lão nải nải cũng đã chết. Nhạc thanh sơn ngơ ngác, lập tức thản nhiên, hướng phương tú thành mà đi. Vu gia lão nải nải ra tay, vận dụng một tòa núi lớn cũng không thể lưu hắn lại, tà thiên phủ môn cũng khó có thể lưu hắn lại. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cùng hắn quyết đấu sinh tử, không bằng dứt khoát cùng giai nhân gặp gỡ. Phía trước chính là quân thành. Hai ngày về sau, tần mục đứng tại long kỳ lân đầu to bên trên lấy ra tay thổ địa lý đồ cẩn thận kiểm tra một phen lại đối ứng với thiên tượng vui vẻ nói đến quân thành về sau khoảng cách chân thiên cung liền không xa long béo ngươi gần nhất rất cố gắng lần này chạy rất nhanh hai ngày này long kỳ lân đều không có lười biếng rất là ra sức lấy long kỳ lân cước lực ngày đi hai vạn dặm tối đa cũng liền gần nửa ngày thời gian liền có thể đến chân thiên cung một đường đi tới Bọn họ gặp được không ít phiền phức, Chân Thiên cung truyền đạt lệnh truy nã, Tây thổ bên trong không ít thần thông giả đang tìm kiếm tung tích của hắn, phát sinh qua mấy trận ác chiến. Chẳng qua giống như Vu gia sách chuông núi cự nhân loại kia hung ác chiến đấu hắn liền không có trải qua, sách chuông núi cự nhân chiến lực quả thực kinh khủng, có thể có được loại bảo vật này, thường thường đều là đại thế gia, hơn nữa loại vũ khí này thời gian chuẩn bị dài, trước thời hạn đánh thức núi linh hoặc là mở ra phong ấn. Long kỳ lân tốc độ rất nhanh, trừ phi là trước thời hạn biết tầng mục hướng đi, nếu không không có khả năng sớm chuẩn bị tốt, đem hắn chặn đứng. Dọc đường, tầng mục ngược lại là kiến thức tây thổ đủ loại thần thông đạo pháp chỗ cổ quái, tây thổ thần thông giả loại trừ dụng sơn sơn thủy thủy với tư cách vũ khí bên ngoài, còn có thể nuôi một chút tinh quái. Bọn họ sẽ điểm hóa một chút dị thú, đánh thức dị thú linh, từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng, dị thú theo bọn họ cùng một chỗ trưởng thành. Bởi vậy cực kỳ trung thành. Hơn nữa, dị thú cũng là bọn hắn linh binh, sẽ bị bọn họ xem như linh binh tế lên, cùng núi linh địa linh so sánh, dị thú càng thêm linh động đa dạng. Tây thổ vạn vật có linh thần thông đạo pháp, quả thực làm người ta mở rộng tầm mắt. Long Kỳ Lân chạy cấp tốc, khoảng cách quân thành cũng càng ngày càng gần, nơi này phần lớn là vùng núi, thỉnh thoảng có thể đụng phải từ không trung chạy đi thần thông giả, phần lớn là cưỡi phi hành dị thú. Tần Mục nhướng nhướng mày, chú ý tới không ít Tây Thổ Thần Thông giả đang theo dõi bản thân hướng đi, lại bị để mắt tới, nhìn tới không thể tiến vào quân thành. Quân thành bên trong tất nhiên có bố trí, chỉ có thể theo hoang giả đi. Tần Mục thần thức chấn động, áp dụng Thiên Vũ Tộc Thần Thức đưa tin, báo tin Long Kỳ Lân chuẩn bị tiếp lấy thật dài hấp khí, cái này một cái hút hồi lâu lúc này mới đem hắn lòng ngực lấp đầy. Vù vù, hắn một hơi phun ra lập tức bốn phía sương mù tràn ngập, mây mù không ngớt, bao phủ thiên thượng thiên hạ hơn 10 dặm. Long Kỳ Lân lập tức hướng phía dưới kín đáo đi tới, độn vào núi rừng, những cái kia tây thổ thần thông giả xông vào trong sương mù, tìm khắp tứ phía, đợi cho sương mù dày đặc tán đi, tầng một đám người sớm đã đi xa. Công tử đến rồi. Đột nhiên có thần thông người sắc mặt khẩn trương nói. Một cổ hương xa bảo liễn bay vút lên mà đến, có thải phượng kéo xe, mà trong xe ngồi lại là vị thiếu niên, có chút phúc hậu, nhưng cũng không tính béo, bên cạnh có chiêu nữ làm bạn. Kỳ quái là, Tây Thổ rõ ràng lấy nữ tử vi tôn, mà tại thiếu niên này trước mặt, chân thiên cung nữ tử cũng chỉ có thể phụng dưỡng trái phải, không thể láo xược Rất nhiều thần thông giả nhau nhau làm lễ ra mắt. Ngọc Công Tử Ngọc Công Tử tuần tra bốn phía, cười nói. Vẫn là bị hắn chạy trốn, nhưng cũng khó trách, lúc trước ta đem người đuổi giết Nãi quỳ, cũng là hắn từ đó cản trở, đến mức bị Nãi quỳ chạy trốn. Nơi đó là đại khư, không phải Tây Thổ, ta cũng không thể tùy ý làm bậy, mà ở trong đó lại là Tây Thổ, không phải hắn đại khư. Hắn lấy vì lần này còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, vậy thì có chút ngây thơ. Hắn chính là đuổi giết hùng tích vũ mẹ con Ngọc Bác Xuyên, chân thiên cung hiện nay cung chủ con trai, thiếu niên này mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại thủ đoạn độc ác quỷ kế đa đoan. Hùng tích vũ là chân thiên cung cung chủ, bị Ngọc Gia lật đổ, Ngọc Bác Xuyên thực lực tu vi cũng không tính cao tuyệt, thế nhưng là có thể đem người đuổi giết hùng tích vũ vị giáo chủ này cấp tồn tại, đem hùng tích vũ ép suýt nửa mất mạng, bên người cường giả một cái tiếp theo một cái chết trận, có thể thấy được Ngọc Bác Xuyên bản lĩnh. Tâm cơ của hắn thâm trầm, không thể coi thường. Ngọc Bác Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, bên cạnh một vị chân thiên cung nữ tử bay lên, thần thông thi triển, đột nhiên chỉ thấy trên trời mây trắng nhúc nhích, hóa thành mũi tên hình, chỉ hướng phía dưới. Hương xa chạy hướng phía dưới núi rừng, lại có một nữ tử dậm chân, ngọn núi này rất nhiều tảng đá chuyển động, tụ hợp lại cùng nhau hóa thành một tôn thạch cự nhân, đưa tay chỉ hướng tầng một trời đi phương hướng, nói. Người kia cưỡi một đầu cự thú, hướng bên kia đi. Nữ tử kia tán đi thần thông, thạch cự nhân đổ sụp, biến thành một đống đá vụn. Thải phượng lôi kéo hương xa tiến lên, ngọc bác xuyên ngồi trong xe cười nói tại tây thổ không ai có thể chạy ra ta chân thiên cung theo dõi đời trước nãi quỳ không được vị này tần giáo chủ càng không được công tử lần này là hoàng kim cung đại tôn đi tới ta chân thiên cung báo tin tức mời ta chân thiên cung bích trưởng lão truy nã vị này tần giáo chủ một vị chân thiên cung nữ tử cười duyên nói bích trưởng lão cùng hoàng kim cung đại tôn từng có tình xưa truyền đạt lệnh truy nã truy nã hắn là đương nhiên. Vị này đại tôn mượn ta chân thiên cung thế lực trừ bỏ cường địch, vốn chính là nợ ta chân thiên cung nhân tình. Công tử cần gì phải tự mình giúp hắn? Ngọc Bác Xuyên cười nói: Ta cũng không phải là giúp đại tôn, mà là muốn gặp một lần tần giáo chủ. Lần trước ta ở trong tay của hắn ăn thua thiệt, bị hắn cướp đi thanh long châu, mất đi trọng bảo. Lần này hắn dám can đảm xông vào tây thổ, tự nhiên muốn cho hắn một bài học hơn nữa hắn lần này tới tây thổ chỉ sợ dụng ý bất thiện ta hoài nghi mục đích của hắn không phải đi một vòng đơn giản như vậy hắn cứu đi tiền nhiệm nãi quỳ cùng tiểu công chúa lần này trở về chỉ sợ là muốn giúp nãi quỳ đoạt lại công chúa vị trí đến rồi hắn xuất hiện nãi quỳ tất nhiên cũng sẽ không quá xa ánh mắt của hắn chuyển sang lạnh lẽo lạnh nhạt nói mẫu thân của ta mặc dù trở thành chân thiên cung nữ chủ nhân nhưng chỉ cần không có sinh ra một vị tiểu công chúa, cái này cung chủ vị trí liền không tính là ngồi vững vàng. Nãi quỳ lúc này trở về, mục đích có thể tưởng tượng được. Chỉ là, vị này tần giáo chủ cùng tiền nhiệm nãi quỳ tuyệt đối nghĩ không ra sức mạnh của ta sẽ có bao lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tầng mục trời đi phương hướng, lạnh lùng nói. Ta sẽ cho bọn hắn một cái kinh hỷ lớn. Long kỳ lân tại núi sông bên trong chạy như bay, trèo đèo lội suối, tốc độ không bằng lúc trước chẳng qua cũng coi như mau lẹ tầng mục dò xếp bốn phía khẽ nhíu mày nơi này dãy núi địa thế cùng tây thổ địa lý đồ bên trên địa lý có chút khác biệt ngật kha giao cho hắn địa lý đồ cùng nơi này núi sông địa lý cũng không giống nhau tây thổ thần thông giả đánh nhau ưa thích dùng núi lớn đánh tới đánh lui đoán chừng đánh qua về sau sẽ không đem núi sông thả lại tại chỗ dùng địa lý đồ suy đoán phương vị của mình cũng không hoàn toàn chuẩn xác vẫn là cần dùng đến thiên tượng hắn ngẩng đầu lên, đồng tử bên trong từng tầng từng tầng trận văn xoay tròn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bị chói lọi che chắn ngôi sao tinh tượng dần dần nổi lên. Tần mục phán đoán phương vị, thở phào một cái, cười nói. Đã qua quân thành. Hắn mới vừa mới vừa nói đến đây, đột nhiên ầm ầm tiếng vang từ tiền phương truyền đến, tần mục khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại thấy khói bụi tràn ngập, hóa thành sương mù dày đặc bao phủ dãy núi, không nhìn thấy phía trước cái kia kinh thiên động địa động tỉnh là cái gì đưa tới long kỳ lân cũng liền bề bộn dừng bước lại khẩn trương vạn phần nhìn về phía trước khói bụi càng ngày càng đậm hơn Cùng cùng hướng về phía trước sắp thành mảnh liên miên núi rừng nuốt hết đem đỉnh núi nuốt hết giáo chủ phía trước là cái gì long kỳ lân cả kinh kêu lên mặt đất đang không ngừng chấn động bọn họ bốn phía cây cối lay động tảng đá cũng trên mặt đất nhảy nhảy nhóc nhóc giống như là động đất, nhưng cũng không phải động đất. Tần mục mở ra hỏa tiêu thiên nhãn, hướng vọt tới khói bụi nhìn lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Trước mặt trong sương khói là một tòa thành thị. Một tòa thành thị. Long Kỳ Lân buồn bực nói. Một tòa thành thị làm sao lại gây nên động tĩnh lớn như vậy? Bởi vì tòa thành thị này đang tại núi rừng bên trong chạy. Tần mục tóc suýt nửa nổ tung, nghiêm nghị nói tòa thành thị kia hướng chúng ta bên này chạy tới. Lòng béo, chúng ta đi. Khói mù vọt tới, một tòa mỹ lệ thành thị chiếu vào tầm mắt của bọn họ. Cái kia là một tòa đang chạy trốn thành thị. Cao tới hơn 10 trượng dưới tường thành mọc ra từng đầu vô cùng tráng kiện hai chân, tường thành đằng sau, một tòa tòa cao to phòng ở lâu vũ biến thành cự nhân, đằng đằng sát khí, có đang run run, có thì mang theo hình thể khổng lồ bảo vật, mà cửa thành mở rộng, Cửa thành tính cả tường thành mọc ra sắc bén răng, không tách ra hợp, những nơi đi qua cho dù là đỉnh núi cũng bị cửa thành cắn nát. Cắn không vỡ đồ vật thì bị cửa thành nuốt vào trong thành, lập tức liền bị trong thành những quái vật kia cự nhân đập thành bột mịn. Tòa thành thị này đang phi nước đại, thẳng đến bọn họ mà đến, trên cửa thành viết hai chữ: Quân thành. Tây thổ thần thông giả, vậy mà đem một tòa thành thị đánh thức thành linh. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 451 Thức thứ 18 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 451 Thức thứ 18 Long Kỳ Lân vội vàng quay đầu liền chạy, tức đến nổ phổi nói. Tây thổ thần thông giả điên rồi. Giáo chủ, bọn họ nhất định là điên rồi. Nào có đánh thức một tòa thành thị, đem thành thị xem như vũ khí. Phía sau, tòa kia quân thành những nơi đi qua hết thảy đều bị sang thành bình địa đại thành giống như là một cái hoạt bát sinh mệnh bước ra hai chân điên cuồng đuổi theo trèo đèo lội suối tốc độ cực nhanh những nơi đi qua hết thảy đều bị dẹp yên tòa thành này giống như là một tấm đáng sợ miệng thôn phệ hết thảy nghiền nát hết thảy không chỉ có như thế trong thành lấy ngàn mà tính lâu cự nhân vung lên nhà lầu như là đại chù y quân thành cắn không vỡ đồ vật nuốt vào trong thành liền sẽ bị những người khổng lồ này đạp nát mà tòa thành thị này đằng sau thì là bị xoắn nát đồ vật biến thành cuồn cuộn bụi mù bụi mù tràn ngập gần trăm dặm trong khói dày đặc hầu như nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật tòa thành thị này phía trước nuốt đằng sau nôn có thể tưởng tượng được nếu là bị tòa thành lớn này đuổi kịp sẽ là hậu quả gì tần mục không ngừng thúc giục long kỳ lân cũng là bán mạng chạy như điên nhưng vào lúc này đột nhiên tòa kia quân thành bên trong một con sông lớn bay ra như là thật dài roi vùng một tiếng quốc tới Long Kỳ Lân vội vàng tránh né, đầu kia sông lớn linh động đến cực điểm, lót bóp dừng lại quốc loạn, đem Long Kỳ Lân đánh trốn đông trốn tây, tốc độ lại chậm lại, bị quân thành dần dần đuổi kịp. Đại ca ca. Hùng Kỳ Nhi âm thanh run rẩy, hoảng sợ nhìn hướng phía sau, đại địa chấn động, cao cỡ một người đá đều bị chấn động đến phù giữa không trung, mà sau lưng bọn họ, quân thành mở ra cửa thành to lớn, răng nhọn cả nhà, răng rắc răng rắc cắn vào. Không có việc gì, kỳ nhi mùi mùi đừng sợ. Tần mục xoay người lại, kiếm hoàng lơ lửng, phiêu phù ở trước người hắn, Long kỳ lân đã bị đầu kia sông lớn ép càng ngày càng khó mà trốn tránh, sẽ phải bị quân thành thôn phệ. Là ai tại chặn đường chúng ta? Tần mục nhìn xem càng ngày càng gần cửa thành tường thành, cửa thành tường thành không ngừng nhô lên hạ xuống, từng cây thô to lại sắc bén mâu nhọn như là răng, hắn không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Vì đối phó ta như vậy lục hợp cảnh giới thần thông giả, còn như thế điều động binh lực. Nhờ vào ban công thố nhân duyên, có lẽ còn điều không động được quân thành bảo vật như vậy chứ. Như vậy muốn diệt trừ ta, đến cùng là ai? Hắn đột nhiên nhớ tới một người, lộ ra nụ cười, thấp giọng nói: "Tất nhiên là hắn, Chân Thiên Cung thiếu công tử." Hắn bị ta đoạt thức ăn trước miệng cọp, đem Hùng Tích Vũ mẫu nữ cứu đi, cùng ta cũng coi là lão giao tình, lần này là định cho ta một cái ngoại ý muốn ngạc nhiên chứ? nhưng vào lúc này, Long Kỳ Lân hét. Giáo chủ, cái này tuyệt không phải ngạc nhiên. Đây là kinh hải. Không sông. Lại có một con sông lớn theo quân thành miệng bên trong bay ra, vùng một tiếng đem Long Kỳ Lân phần đuôi cuốn lấy, đem hắn hướng miệng lớn bên trong bỏ đi. Long Kỳ Lân bốn cái móng loạn lột, nhưng vẫn là ngăn không được, bị kéo hướng quân thành miệng lớn. Hùng Kỳ Nhi sắc mặt nghiêm túc, giòn tan nói. Long béo, tráng sĩ cắt đuôi lông kỳ lân nước mắt chảy ngang kỳ nhi tỷ các đuôi cũng không trốn thoát được vẫn là để ta lưu lại toàn thây chẳng qua hình như rất không có khả năng sẽ có toàn thây thành lâu tường thành như là khép mở miệng rộng răng rắc răng rắc nhanh chóng cắn xuống mà trong thành những cái kia lâu vũ phòng ốc hóa thành cự nhân bành bành đập loạn muốn lưu lại toàn thây hầu như là chuyện không có thể làm được từng chiếc mâu nhọn lấp lóe hàng quan mỗi một cây mâu nhọn to chừng miệng chén giống như là tường thành bên trong thanh thép, nhưng trần mũi kiếm, vô cùng sắc bén, hơn nữa mâu mặt ngoài còn che kín hoa văn kỳ dị, hiển nhiên, nơi này mỗi một cây mâu nhọn đều là linh binh. Nếu như bị cắn một cái, liền tương đương với mấy chục miệng linh binh nối liền thân thể, trên người nhiều chỗ mấy chục chỗ to bằng miệng chén lỗ máu. Lại thêm cửa thành tường thành lúc mở lúc đóng bộc phát cự lực, hơn phân nữa là lập tức máu thịt be bét. Tần mục còn tại suy nghĩ xuất thần, nói chẳng qua chân thiên cung thiếu công tử, hẳn không có đánh thức quân thành linh thực lực chứ. Tu vi cảnh giới của hắn khả năng cao hơn ta, nhưng tối đa cũng chính là thất tinh cảnh giới. Giáo chủ Long kỳ lân bị đẩy vào quân thành miệng lớn bên trong. Tần mục không còn mê mẩn, kiếm hoàng đột nhiên bộc phát, không mấy đạo kiếm quan tranh 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 bay lượn, tám ngàn cây kiếm đồng thời thi triển vân kiếm thức, tình cảnh cỡ nào hùng vĩ. Bảo kiếm như mây, quay chung quanh thành dưới một cây rễ mâu nhọn xoay tròn, lập tức quân thành miệng lớn bên trong đếm không hết răng nhọn bị chặt đứt. Cứ thành tường thành vẫn là tầng tầng cắn xuống, chỉ dựa vào cái này kinh người lực cắn, liền đủ để đem bọn hắn ép thành bùng nhão. Tần mục thò tay cầm kiếm, vô ưu kiếm nơi tay, thành kiếm thần này thần uy hắn mặc dù không cách nào thôi thúc, nhưng mà chỉ dựa vào vô ưu kiếm sắc bén, hắn liền có thể chém cắt hết thảy. Vô ưu kiếm trong tay hắn sáng lên, nhất điểm xuyên liên hạo động lưỡng nghi nội phản phục âm dương đạo kiếm thức thứ nhất trong tay hắn uy năng bộc phát kiếm quan phân hắc bạch âm dương nhiễu loạn lẫn nhau xoay tròn hình như thái cực mà đây chỉ là kiếm pháp tạo thành biểu tượng một chiêu này kỳ thực là kiếm pháp thi triển cực cao thuật số trình độ tạo thành thái cực đồ mỗi một cái điểm mỗi một đường nét đều đi qua cực kỳ tính toán kỹ càng mỗi một đạo kiếm quan vận hành bên trong dấu toán học thuật số đều vô cùng phức tạp là đạo môn giải thích vũ trụ ảo diệu quân thành ra sức cắn răng sau đó một đoạn tường thành tại trắng cùng đen lẫn nhau giao thế biến hóa trong kiếm quan biến mất tầng một bay lên không nhảy lên hai tay giơ cao vô ưu kiếm thôi thúc pháp lực thu kiếm tám ngàn kiếm bay tới tranh 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 cùng vô ưu kiếm va chạm tử kiếm dung nhập vào mẫu kiếm bên trong tám ngàn kiếm hợp thể hắn lập tức cảm giác được kiếm trong tay cực kỳ nặng nề đây là kiếm hoàng loại thứ hai hình thái kiếm hoàng có hai loại hình thái, một loại là hoàng, một loại khác là tử mẫu kiếm sát nhập. Sát nhập về sau vô ưu kiếm như thế nặng nề, hắn đã không cách nào dùng pháp lực thôi thúc cây kiếm này bất luận cái gì uy năng. Tần mục hai tay dơ lên cao cao cây kiếm này, lúc này hắn chỉ có thể thi triển một động tác. Bổ. Hướng về phía trước bổ. Ở phía trước của hắn, Long kỳ lân phía sau cái mông, tiến lên quân thành đã đem bọn họ kéo vào trong thành, một con sông lớn chính cuốn lấy long kỳ lân ý đồ đem hắn kéo hướng đường đi mà tại hai bên đường phố là sớm đã chuẩn bị xong từng tôn phòng cự nhân lâu cự nhân tháp cự nhân xách theo một tòa tòa nhà chuẩn bị nện xuống quân thành trung tâm thì còn có từng tòa đứng lên to lớn cung điện cung điện cũng không phải là bằng gỗ bằng đá mà là huyền kim huyền thiết huyền đồng tỉnh tâm chế tạo thành tây thổ thần thông giả không cầu làm bản thân lớn mạnh bọn họ mượn lực ở thiên địa tự nhiên đồng dạng cũng cải biến tự nhiên, thu thập huyền kim huyền đồng luyện chế linh binh, đương nhiên là đem những này linh binh uy lực luyện đến càng mạnh càng tốt. Quân thành bên trong cung điện chính là cường đại thần thông giả luyện linh binh, uy lực cùng những cái kia nhà bằng gỗ đá nhà không thể so sánh nổi. Những cung điện này cự nhân cũng đứng thẳng lên, ngăn tại cuối ngã tư đường, đằng đằng sát khí. Hình ảnh này, tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Tần mục một, một kiếm này đánh xuống, nặng nề vô cùng vô ưu kiếm truyền ra chấn động lập tức làm vỡ nát cuốn quanh ở long kỳ lân phần đuôi bên trên đầu kia sông lớn. Sông lớn như là bị chém đứt phần đuôi đại xà, toàn bộ sông bị chấn động đến rung rẩy vặn vẹo, ở trong thành uống qua uống lại. Vô ưu kiếm mũi kiếm tiếp xúc đến đường đi lúc, cái kia cổ cực kỳ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, dính vào trên đường phố từng khối tảng đá xanh lần lượt lật lên, bay ở giữa không trung, trên đường phố xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình cái khe lớn vết nứt trăng trắc trăng trắc bạo hưởng điên cuồng hướng về phía trước kéo dài, càng nhiều tảng đá xanh bay lên, ở giữa không trung sụp đổ. Bá Bá Bá, vô ưu kiếm mũi kiếm bên trong bay ra từng cái phi kiếm, tầng một nguyên khí cùng bạo, điên cuồng tràn vào trong phi kiếm, những này phi kiếm xoay tròn lấy dọc theo đường đi chém về phía trước, tám ngàn lưỡi phi kiếm một đường liền gọt mang cắt, những nơi đi qua, từng tôn phòng cự nhân lâu cự nhân phá thành mảnh nhỏ. Trước trước tám ngàn kiếm hợp thể hắn không cách nào thôi thúc bảo kiếm uy năng, mà bây giờ tất cả phi kiếm tách ra, hắn lập tức có thể thôi thúc mỗi một thanh kiếm lực lượng. Không mấy đạo kiếm quan xoay tròn như luân, đang tung bay gỗ cùng trong đá vụn phóng tới cuối phố, hầu như trong nháy mắt thật sâu cắt vào cái kia từng tôn cung điện cự trên thân người, đem đại điện cắt xuyên. Tần mục hai tay run rẩy, một kiếm này để cơ thể của hắn hầu như xé rách, xương cốt hầu như bẻ gãy, đại gân hầu như đứt đoạn, pháp lực cũng thoáng cái bị rút đi gần nữa hắn sở dĩ tại quân thành thôn phệ bọn họ lúc vận dụng là đạo kiếm thức thứ nhất mà không có sử dụng kiếm đồ thức thứ nhất kiếm lý sơn hà chủ yếu vẫn là vì tiết kiệm pháp lực kiếm lý sơn hà cần thiết pháp lực hao phí càng nhiều nhưng mà một kiếm này thoáng cái tiêu hao hết gần nửa pháp lực bất quá một kiếm này thành quả cũng là nổi bật một kiếm hầu như sang bằng cả con đường hắn chưa hề tưởng tượng ra qua bản thân vậy mà có thể cầm giữ có cường đại như thế lực phá hoại. Tần mục buông ra vô ưu kiếm, thôi thúc còn lại nguyên khí tràn vào vô ưu kiếm bên trong, vô ưu kiếm chấn động, cái khác từng cái phi kiếm theo cuối ngã tư đường bay tới. Lần này hắn không còn dám sử dụng kiếm hoàng loại thứ hai hình thái, mà là trực tiếp đem 8.000 kiếm thu hồi thành một cái tròn vo quả cầu kim loại. Tần mục mở ra túi thao thiết, đem kiếm hoàng thu nhập trong túi, lại suy nghĩ xuất thần ta hình như khai sáng một loại trước nay chưa có cơ sở kiếm thức, loại này kiếm chiêu, vắng mặt 17 loại cơ sở trong kiếm chiêu. Hắn vừa rồi một kiếm bổ ra, vô số cây kiếm theo vô ưu kiếm bên trong xoay tròn như luân hướng về phía trước gào thét mà đi, trong nháy mắt mang đi hắn non nửa tu vi. Loại này xoay tròn như vòng kiếm thức cùng 17 loại cơ sở kiếm thức đều không giống nhau, nhất tương tự chính là vân kiếm thức, nhưng vân kiếm thức là bảo kiếm lấy tay cổ tay hoặc là bản thân làm tâm điểm, mũi kiếm vẽ ra một cái vòng tròn. Mà Tần Mục vừa rồi trong lúc vô tình thi triển ra kiếm thức, lại là quay như luân, đã có đánh cho lực lượng, lại có gọt kỹ xảo, còn có mây linh động. Đây là thứ 18 loại cơ sở kiếm thức. Quân thành bên trong, từng tôn đất một cự nhân vọt tới bên này, mà cuối con đường cái kia từng tôn trách rưới cung điện cự nhân cũng sách theo tròn vo vàng cam cam cung điện đại chú y hướng bên này chạy đi. Trong thành sông lớn gào thét lao nhanh, tập hợp một chỗ, hóa thành một tôn thân cuốn thủy long cự nhân, nâng quyền đập tới. Tần mục lại đang xuất thân. Nhưng mà một chiêu này cơ sở kiếm thức, hình như đối pháp lực tiêu hao có chút quá mức. Không chỉ có như thế, hơn nữa còn cần rất có tiền, có đầy đủ tiền đi luyện chế càng nhiều phi kiếm. Càng thêm mấu chốt chính là, loại phi kiếm này cần hai đầu đều là mũi kiếm, như vậy uy lực mới lớn hơn. Long kỳ lân phấn tiếng gào thét, miệng phun hỏa hoạn, hỏa trụ đem quân thành quảng trường nhen lửa từng tôn đất mộc cự nhân toàn thân ánh lửa hừng hực đầu kia trong thành sông biến thành nước cự nhân vội vàng khắp nơi dập lửa bị thiêu đến xì xì rung động nước cự nhân hình thể cũng dần dần thu nhỏ tần mục tiếp tục mê mẩn nhưng như đã nói qua ta là có tiền long kỳ lân càng thêm đúng lý không tha người khắp nơi phun lửa đem tòa thành này nhen lửa ở ngoài thành hắn bị đuổi đến chạy trốn không cửa mà tới được trong thành, hắn ngược lại như hổ thêm cánh. Đột nhiên, quân thành bỗng nhiên dừng lại, cả tòa đại thành tầng tầng dừng một chút, không nhúc nhích. Trong thành cái kia từng tôn phòng cự nhân, lâu cự nhân, cung điện cự nhân cũng trong nháy mắt ngừng công kích, rơi xuống đất hóa thành một tòa tòa nhà vũ phòng ốc cùng cung điện, tôn này nước cự nhân cũng ngã nhào đổ vào giữa sông, biến thành chảy xiết nước sông. Quân thành, trong chớp mắt an tĩnh lại, lộn xộn không chịu nổi trên đường phố chỉ còn lại có tầng mục, Hùng Kỳ Nhi cùng Long Kỳ Lân. Đang tại hồ Nam vệ sĩ thu chương trình trạch trư phi thường luống cuốn A, nơi này có gì cảnh lão sư, còn thật nhiều xinh đẹp nữ minh tinh điện ảnh, nhưng mà ta không nhận ra. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 452 Tây Thổ Trận Sư Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 452. Tây thổ trận sư Long Kỳ Lân khẩn trương vô cùng quan sát xung quanh, e sợ cho những này lâu vũ phòng ốc cùng cung điện lần thứ hai sống lại. Quân thành bên trong yên tĩnh, cả tòa thành thị không nhìn thấy những người khác, Tây thổ địa lý đồ bên trên quân thành hẳn là một cái sinh hoạt hơn 10 vạn người đại thành, mà bây giờ nơi này cư dân hoàn toàn biến mất. Có thể làm cho toàn bộ thành người rời khỏi nhà của bọn hắn, người này tất nhiên có được khó thể tưởng tượng quyền thế quân thành trống rỗng, chỉ có tầng một đám người, mới vừa rồi còn hoạt bát thành thì bây giờ lại giống như đột nhiên chết đi đồng dạng. Càng là yên tĩnh, càng để cho người ta cảm giác đến đáng sợ. Đột nhiên cả tòa thành thị bắt đầu chấn động kịch liệt, dưới chân bọn hắn mặt đất cuồn cuộn, từng tòa lâu vũ phòng ốc cung điện nhau nhau rơi xuống, trong khoảnh khắc quân thành liền biến thành một vùng đất trống. Long kỳ lân vội vàng chân đạp mây lửa bay lên trời, tầng mục tung người nhảy đến trên lưng của hắn, mà hùng kỳ nhi thì vẹn vẹn bắt lấy lông kỳ lân lông bờm khẩn trương nhìn hướng phía dưới phía dưới trống rỗng thành thị đột nhiên chia rẽ từng khối ngay ngắn chỉnh tệ tảng đá theo lòng đất dâng lên những này vuông vứt tảng đá tầng tầng điệp ra hình thành từng cây hình vuông cột đá hình vuông cột đá nhô lên tốc độ cực nhanh không đến thời gian một hơi thở tầng một đám người bốn phía liền xuất hiện một cái cột vuông rừng rậm bọn họ đứng trong rừng hiện ra vô cùng nhỏ bé những cây cột này vậy mà tại nhanh chóng di chuyển bên trong, có lẽ ẩn nấu trận pháp biến hóa, cột mỗi di chuyển một lần, liền đột nhiên tăng cao hoặc là trút ngắn, từng khối ngăn nắp tảng đá tự động dịch ngang hoặc là bên trên dời, đi vào cái khác cột bên trong. Còn có chút cột nhất ngang, gác ở cái khác cột ở giữa, như là từng đạo xà ngang, nhưng mà những này cân nhắc chiều dài cũng đang không ngừng biến hóa bên trong, lúc dài lúc ngắn, trước rõ ràng có đường, nhưng mà sau một khắc từng cây cột đá liền ầm vang cũng cùng một chỗ, biến thành một bức nặng nề vô cùng tường lớn. Quân thành giống như lại sống lại, chỉ là cùng vừa mới cả tòa thành thị đi nhanh chạy thôn phệ vạn vật tình hình hoàn toàn khác biệt, hiện tại quân thành giống như là một cái không ngừng biến hóa lập thể không gian. Vừa mới quân thành vẫn chỉ là một cái chỉ biết thôn phệ tất cả quái vật khổng lồ, nhìn như nguy hiểm, ngược lại lớn mà vô dụng, uy hiếp lực không hề mạnh mà bây giờ quân thành trở nên lập thể lấy trận pháp hình thái vận hành uy hiếp lực liền tăng lên rất nhiều mà những cái kia ngăn nắp tảng đá sáu mặt mỗi một mặt đều lạc ấn lấy khác biệt phù văn hoa văn những tảng đá này di chuyển gây dựng lại một khối đá phù văn mặt cắt tất nhiên cùng phụ cận tảng đá phù văn mặt cắt hoàng mỹ liên kết kỳ lạ nhất chính là điểm này tảng đá gây dựng lại là biểu tượng chân chính xác cơ dấu đang không ngừng chia rẽ tổ hợp phù văn trên kết cấu Khác biệt phù văn hình vẽ tổ hợp, chính là khác biệt trận pháp. Tòa thành này có nhiều vô cùng hòn đá, trên hòn đá phù văn hình vẽ không giống nhau, có vô cùng vô tận tổ hợp phương thức, trận pháp biến hóa cũng liền vô cùng vô tận. Tần mục lập tức nhìn ra, bọn họ đứng ở chỗ này không nhúc nhích, liền sẽ không xúc động trận pháp bất luận cái gì uy lực, nếu như di chuyển, liền sẽ phát động trận pháp uy lực. Tây thổ thần thông, tráng lệ muôn vẻ. Tần mục từ đáy lòng khen ngợi, Tây Thổ Thần Thông cứ việc không bằng duyên khang quốc như thế chú trọng uy lực, nhưng mà loại này kỳ tư diệu tưởng ý nghĩ hảo huyền thần thông, nhưng làm hắn thật sâu bái phục. Hắn học qua vạn thần tự nhiên công, nhưng ở phương diện này cũng không bỏ bao công sức, mà quân thành bày ra cho hắn lại là Tây Thổ vô số thần thông giả trí tuệ. Quân thành không gian càng ngày càng nhỏ, không ngừng đè ép không gian, tòa thành thị này di chuyển đến cuối cùng, sợ rằng sẽ biến thành một cái từng tầng từng tầng trận pháp kết cấu cực lớn hình lập phương ngăn nắp mà tần mục hùng kỳ nhi cùng long kỳ lân nếu như không cách nào lao ra tự nhiên là bị chen thành bắn ra bùn nhão long kỳ lân cũng nhìn ra bây giờ quân thành chỗ đáng sợ lập tức suy tính sinh lộ vị trí nếu là trận pháp như vậy nhất định sẽ có thúc giục quá trình quá trình này chính là sinh cơ vị trí mà quân thành trận pháp biến hóa là dựa vào hòn đá di chuyển biến hóa tới biến hóa hòn đá di chuyển quá trình chính là sinh cơ vị trí. Bất quá, muốn phá giải trận pháp nhưng muôn vàng khó khăn, những cái kia nhìn như có thể chạy ra cái này hình lập phương con đường, nhưng là từng đầu ngõ cục, nếu như từ nơi đó chạy trốn, nhất định là chết không có chỗ chôn kết quả. Quân thành hình lập phương lòng giam, bên trong dấu cực kỳ phức tạp thuộc số biến hóa. Long kỳ lân quan sát xung quanh, trong mắt như đèn kéo quân chuyển không ngừng, vận dụng trí tuệ tính toán cực lớn hình lập phương bên trong sở hữu hình lập phương hướng đi, mệt mỏi miệng sùi bọt mép, nhanh chóng nói. Nếu như cho ta thời gian, ta cũng có thể tính ra một con đường sống. Bất quá ta chỉ sợ tính toán không ra sinh lộ ở nơi nào liền sẽ bị đập vỡ. Giáo chủ, của ngươi thuộc số trình độ cao hơn ta, ngươi có hay không phương pháp tính ra cái kia đường sống? Tần mục ánh mắt chấp động, vui vẻ nói ta đột nhiên nghĩ ra một cái đối phó tinh ngạn phương pháp. Nếu như tinh ngạn tứ chi có thể sinh ra linh, tứ chi của hắn chẳng phải là hoàn toàn mất khống chế. Giết hắn liền đơn giản nhiều. Long kỳ lân tức đến nổ phổi. Giáo chủ, chúng ta đều phải chết, ngươi còn có rảnh rỗi nghĩ những thứ này. Tần mục cười nói. Khống chế tòa này quân thành người kia thuộc số trình độ cực cao, không dưới ta, nếu như là công bằng quyết đấu, ta còn có thể vượt qua hắn nhưng mà người này ám toán ta, xuất thủ trước, chiếm được tiên cơ, muốn vỡ hiểu hắn trận pháp cực kỳ khó khăn. Chờ ta vỡ hiểu hắn thuộc số vấn đề khó khăn, chúng ta cũng bị chen chết rồi. Long Kỳ Lân tuyệt vọng. Tần Mục đột nhiên thét dài nói. Ngọc Sư Huynh, đã lâu không gặp, chẳng lẽ không muốn tại ta trước khi chết trò chuyện chút? Không trò chuyện. Ta sợ bản thân chết bởi nói nhiều. Ngọc Bác Xuyên thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, cười đến rất là vui vẻ đối với tần giáo chủ nhân vật như vậy đương nhiên là chết được càng nhanh càng tốt ngươi chết muộn một khắc ta đều không yên lòng chỉ có chết đi tần giáo chủ mới là làm người yên tâm tần giáo chủ tần mục mặt đen như sắt nhưng tần huynh có thể yên tâm tại đối mặt tần huynh thi thể lúc ta nhất định sẽ cố gắng ngồi xuống hướng ngươi thổ lộ hết mưu trí của ta quá trình ngọc bác xuyên cười đến càng thêm vui vẻ Tiểu đệ bất tài, có cái không tốt lắm thói quen. Cái kia chính là cùng đối thủ sống chết tranh phong lúc ưa thích đem hết khả năng tiêu diệt đối thủ. Đợi đến đối thủ sau khi chết ta mới có thể nói nhiều. Cùng đối thủ thi thể cố gắng trò chuyện chút, nói rõ hắn bại cho ta nguyên nhân. Ta sẽ không vì tần giáo chủ phá lệ. Tần mục cảm khái nói, thật là một cái thói quen tốt. Ta bị vây ở chỗ này, đã nhất định phải chết tại trong tay của ngươi, ngươi còn cẩn thận như vậy quả thực là cái đối thủ tốt. Bởi vì cái gọi là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, ta muốn làm một bức họa lưu cho ngươi, cũng coi như chấm dứt chúng ta cùng chung chí hướng tình nghĩa. Bốn phía không ngừng xen vào nhau, di chuyển vách đá càng ngày càng dày đặc, quân thành biến thành hình lập phương lồng giam biến hóa được quá nhanh, mỗi một bước đều là ẩn chứa thâm ảo toán học kết cấu. Cái kia từng khối tảng đá toán học kết cấu biến thành trận pháp kết cấu, bên ngoài không di động nữa, hòn đá đã biến thành từng tầng từng tầng sát trận đem bọn hắn một mực vây khốn mà tầng bên trong hòn đá lần lượt ngừng di chuyển cũng biến thành sát trận một tầng sát trận phủ lấy một tầng để bọn hắn càng thêm không có chạy ra khả năng lại đến tầng cuối cùng sát trận bố thành vậy liền hoàn toàn biến thành tuyệt sát cục tầng một đám người động cũng là chết bất động cũng là chết tầng một lựa chọn đứng tại chỗ nâng bút vẩy mực múa bút như bay nhanh chóng vẽ tranh từng cây cột đá cân nhắc không ngừng hướng bọn họ tiến lên trận pháp không ngừng diễn biến rốt cục đi tới trước người của bọn hắn phía sau trận pháp diễn biến đến cuối cùng biến thành sáu bức tường tường hướng trung tâm đè ép mà đến sáu mặt trên vách đá hòn đá không ngừng nhô lên tiếng dần lên phát ra bành bành tiếng vang rốt cục sáu bức tường tường ầm vang va chạm vô cùng nặng nề lực lượng bộc phát ra bên ngoài từng tầng từng tầng trận pháp khởi động vô số trên hòn đá phù văn ấn ký sáng lên thúc dục sáu bức tường tường hóa thành kinh khủng nghiền ép lực, âm vang va chạm phía dưới, cả tòa lập thể quân thành đều tại bổ nhào lấy lấy lay động. Hôm nay canh thứ nhất. Trạch Trư còn đang điều chỉnh trạng thái thân thể, gần nhất quá mệt mỏi, canh thứ hai chưa hẳn có thể viết xong. Nếu như 10 giờ trước không có đổi mới, mọi người cũng không cần chờ nha. Duyệt văn siêu cấp Yếp thịnh hội tại Hồ Nam truyền hình truyền ra thời gian là số 28 9 giờ tối, Trạch Trư nhớ lầm sửa chữa một chút đòn đánh này đừng nói tầng mục long kỳ lân cao thủ như vậy liền xem như thần kiều cảnh giới giáo chủ cấp cao thủ cũng khó thoát khỏi cái chết tốt thật tốt ngọc bác xuyên vỗ tay cười to thanh âm truyền đến thở dài nói trận sư không hổ là trận sư chiêu này trận pháp có một không hai thiên hạ không người có thế địch thiên mà giáo chủ cứ việc quỷ kế đa đoan nhưng đối mặt trận sư trận pháp cũng chỉ có thể bị chết ngoan ngoãn không có nửa câu oán hận. Thanh âm của một nữ tử vang lên, không mặn không nhạt nói. Ngọc công tử quá khen. Ta nghe nói vị này tần giáo chủ đã từng cùng độc sư từng có giao chiến, một ánh tuyết từ trước tới nay tâm cao khí ngạo, nhưng lại bại ở trong tay của hắn, có thể thấy được một thân xác thực có chỗ bất phàm. Bất quá hắn tại dùng độc bên trên dùng quá nhiều tâm tư, tại thuộc số cùng trên trận pháp trình độ liền kém xa tích tắp ta, ta lấy hữu tâm tính vô tâm, cho nên mới có thể đem hắn vây khốn, để hắn không thể không chém đầu đền tội. Ngọc Bác Xuyên cười to. Hắn tưởng là quân thành chỉ có thể dựa vào mang lực vượt qua hắn, cho nên xông tới một tra vẽ ta đây, nhưng lại không biết đây chỉ là trận sư dụ địch xâm nhập kế sách, kết quả trúng mai phục. Trận sư, độc sư, kiếm sư, ta tây thổ tam tuyệt, quả thật là từng cái bất phàm. Trận sư, còn xin mở ra trận pháp này, ta còn muốn nhìn một chút tầng giáo chủ trước khi chết để lại cho ta tranh đây. Bông 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 tiếng vang không ngừng truyền đến, quân thành cực lớn trận pháp kết cấu chậm rãi mở ra, từng khối đá tảng chìm vào lòng đất, từng tòa phòng ốc, cung điện theo lòng đất chậm rãi dâng lên, cũng không lâu lắm, quân thành liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ ở tầng một long kỳ lân đám người đứng chỗ lưu lại một bức tường đá, đá treo trên tường một bức họa. Ngọc Bác Xuyên ngồi hương xa lái về phía cái kia mặt tường đá, trên mặt nụ cười, mà hương xa sau thì đi theo một đám tây thổ cao thủ, ước chừng trên dưới một trăm vị nhiều, cầm đầu là nữ tử, bộ dáng thanh tú, trong tay nâng một cái lập phương kim loại. Khối kia kim loại tại trong tay nàng bỗng nhiên trầm rầm phân giải, biến thành to to nhỏ nhỏ khối kim loại, bỗng nhiên lại rầm rầm sát nhập cùng một chỗ. Nàng chính là tây thổ trận sư hòa y y, cùng độc sư mộc ánh tuyết cùng kiếm sư la doãn ngọc nổi danh. Tây thổ tam sư đều là nữ tử, đều có độc đáo tuyệt học, các cứ một phương. Trận sư hòa y y thống trị quân thành, lấy trận pháp nổi danh, kỹ tuyệt Tây Thổ, tại trên trận pháp trình độ không người có thế địch. Chân thiên cung mặc dù là Tây Thổ thánh địa, nhưng mà tam sư cũng ai cũng có sở trường riêng, cũng không phải là chân thiên cung cấp dưới. Chẳng qua ngại vì chân thiên cung thế lực, tam sư đối chân thiên cung cũng có chút e ngại, chân thiên cung nếu như cho mời cầu lời nói, các nàng cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Hoa y y sau lưng chính là quân thành cao thủ, quân thành đều đại thế gia thủ lĩnh, thực lực cường đại, sau phương tú thành còn muốn cường hoành hơn mấy phần, có thể cát cứ một phương, tự nhiên là không như bình thường. Ngọc Bác xuyên xe chạy tới cái kia mặt trước vách đá, dò xét trên vách đá tranh, chỉ thấy trên vách đá vẽ là tầng mục, Long kỳ lân cùng hùng kỳ nhi, giống như đúc. Sinh động như thật. Ngọc Bác xuyên vinh quang vẽ mặt, hướng hương xa bên trong những cái kia chân thiên cung nữ đệ tử cười nói. Quả thật là sinh động như thật. Tần giáo chủ tranh thật tốt a, à, bậc này họa công lấy ra bán tranh, cũng đủ để lăn lộn cái ấm no. Ha 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 ha. Hương xa bên trong nữ tử nhao nhao cười nói. Đáng tiếc chết rồi. Công tử, ngươi nhìn, trên tranh tần giáo chủ còn đang cười đấy. Một vị khác chân thiên cung nữ tử cười duyên nói. Hắn chết tại trận sư trong tay, nhìn thấy hoàng mỹ trận pháp, đây là chết cũng không tiếc mỉm cười a. À. Ngọc Bác Xuyên cười ha ha, theo trong xe đứng dậy, chắp hai tay sau lưng dò xét trên vách đá tranh, thản nhiên nói. Tần giáo chủ, ta tới cùng ngươi trò chuyện chút. Tốt. Trên tranh tần mục đột nhiên xoay đầu lại, cười nói. Ta cũng muốn cùng Ngọc Sư Huynh trò chuyện chút đây. Kiếm Lý Sơn Hà. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 453 mà giáo chủ chi uy. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 453 Mà giáo chủ chi uy Ngọc Bác Xuyên sắc mặt kịch biến, vội vàng lui về phía sau, lớn tiếng quát. Cái thằng này giả chết, chân thiên cung đệ tử, hủy đi bức họa này liền có thể diệt trừ hắn. Bên cạnh hắn chư nữ lập tức tiến lên, cùng nhau hướng bức họa kia công tới, mà vào lúc này kiếm quan theo tranh bên trong bắn ra ra, kiếm quan rung lên bần bật, lập tức sinh ra biến hóa kỳ diệu, cái kia không còn là kiếm quang, mà là một mảnh núi xanh đập vào mặt. Cái kia hơn 10 vị chân thiên cung nữ đệ tử lập tức bị non xanh nước biếc nhấn chìm, các nàng quyển chuyển thân thể giống như dừng lại tại núi trong nước, cứng lại ở đó, tiếp lấy thân ảnh của các nàng giống như là các đồng dạng trôi qua tiêu tán. Cái kia non xanh nước biếc vọt tới tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đem hương xa nhấn chìm, đem sau xe ngọc bát xuyên chiếm đoạt. Trận sư hòa y y không nhúc nhích lộ ra vẻ kinh ngạc, khen. Thật sự là hảo kiếm pháp, so kiếm sư La Doãn Ngọc cũng không kém bao nhiêu. Phía sau nàng, quân thành rất nhiều thế gia đại việt cao thủ rụt trà rụt trịch, đang muốn ra tay giết chết Tần Mục, hòa Y Y đưa tay, không cần giúp đỡ. Ngọc công tử này tới là mời chúng ta bày trận, lưu lại trung thổ Tần giáo chủ, cầu mong gì khác chúng ta chỉ có chuyện này, chúng ta không có có nghĩa vụ lần nữa giúp hắn. Mọi người chỉ được dừng lại. Tần Mục kiếm Lý Sơn Hà cũng không hướng bọn họ vọt tới, Hoa Y y thấp giọng nói: "Hắn cũng có chừng mực." Kiếm Lý Sơn Hà đại thế đã thành, hơn 10 vị chân thiên cung giai nhân toàn bộ mất mạng, Ngọc Bác Xuyên không khỏi rùng mình, kêu lớn: "Tần giáo chủ, chúng ta sao không trò chuyện chút?" Hắn tay áo tung bay, mặc dù là nam tử, nhưng trên người nhưng treo đầy đủ thứ đồ trang sức, cái gì bạc vòng tay, vòng ngọc, vòng tay ngọc bội, nhẫn ban chỉ dây chuyền cây trăm trường mệnh tỏa toàn bộ phần Phật bay ra. Cái kia là hắn linh binh, những này linh binh uy lực cực lớn, hiển nhiên cũng không phải là Ngọc Bác xuyên luyện, mà là trưởng bối của hắn cho hắn hộ thân bảo vật. Những này linh binh uy năng cực kỳ khủng bố, trong đó một viên thanh long trăm nhẹ nhàng nhoáng một cái liền hóa thành một cái thanh long, long ngâm chấn động, đem non xanh nước biết chấn ra một cái động lớn. Ngọc Bác xuyên trong lòng vui mừng, tung người theo trong động nhảy ra, đột nhiên mất đi cùng thanh long trăm cảm ứng. Tiếp theo, hắn cùng những bảo vật khác cảm ứng hết thảy biến mất, trong lòng của hắn sợ hãi, tận mục lấy vô cùng kiếm pháp tinh diệu, chặt đứt hắn cùng những bảo vật này nguyên khí nối liền, chặt đứt cảm ứng, để hắn không có nhiều như vậy bảo vật lại không cách nào vận dụng. Bậc này thần diệu kiếm pháp, thật sự là đáng sợ vô cùng. Hắn vừa mới nhảy ra kiếm Lý Sơn Hà, đối diện liền thấy Long Kỳ lân cực lớn móng vuốt chụp lại, liền vội vàng đem sim y của mình cởi, cái kia quần áo đón gió bay lên, càng lúc càng lớn, như cùng một mảnh mây xanh. Long Kỳ Lân một móng vuốt đập vào quần áo bên trong, cái kia quần áo mềm như không có gì, để Long Kỳ Lân càng lún càng sâu. Ngọc Bác Xuyên hai tay để Trần xoay người liền đi, lại nghe phía sau Long Kỳ Lân rống to một tiếng, ánh lửa hừng hực, cái này quần áo bị liệt hỏa nhen lửa, thiêu đến không còn một mảnh. Trần sư cứu ta. Ngọc Bác Xuyên liền vội vàng kêu lên. Ta nếu là chết tại các ngươi quân thành, các ngươi đều thoát không khỏi liên quan. Giờ phút này Ngọc Bác xuyên tiếng cầu cứu truyền đến, sau lưng nàng trên dưới 100 vị cao thủ đều là đại cao mày. Một vị nữ tử thấp giọng nói, "Trận sư, Ngọc công tử dù sao cũng là Chân Thiên cung chủ con trai, nếu như chết tại chúng ta nơi này, chúng ta thực sự thoát không khỏi liên quan. Bất kể là Chân Thiên cung chủ vẫn là bá cẩu, đều cũng không phải là kẻ vớ vẩn." Trận sư nghĩ lại, Hoa y y lắc đầu nói. Không cứu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu nó ý. Ta giết không được trung thổ thiên ma giáo chủ, nhưng mà ta đã hướng hắn từng ra tay, cởi xuống ân oán. Nếu như lại ra tay cứu điên ngọc công tử, cùng tần giáo chủ ân oán liền hóa không giải được. Hoa y y lạnh nhạt nói. Ta sớm đã nghe nói trung thổ duyên khang, cải cách biến pháp, một ngày sau một ngày mạnh mẽ, đã chiếm đoạt lục hợp quét ngang bát hoang, thảo nguyên tuyết nguyên, toàn bộ nhập vào Duyên Khang. Duyên Khang quốc mục tiêu kế tiếp không phải đại khư, chỉ có thể là ta Tây Thổ. Chân thiên cung chặn không được Duyên Khang, thiên ma giáo cũng sẽ đi vào Tây Thổ. Hôm nay cứu Ngọc Công Tử, chính là cho chúng ta gọi đến tai họa ngập đầu. Mọi người rung mình. Hoa Y Y tiếp tục nói. Hơn nữa, thân là chân thiên cung chủ con trai, há có thể không có thủ đoạn bảo mệnh. Ngọc công tử đuổi giết nải quỳ, đem nải quỳ ép suýt nửa bỏ mình, bậc này thủ đoạn, không phải người thường có khả năng với tới. Nàng mới vừa mới vừa nói đến đây, Ngọc bác xuyên bên hông một cái ngọc đai lưng bay ra, đón gió hóa thành một con đại xà, đem đánh tới Long kỳ lân trói lại. Ngọc bác xuyên hốt hoảng bỏ chạy, đột nhiên kiếm quan tam thiểm, Ngọc bác xuyên thân thể ở giữa không trung chia làm bốn đoạn, hai cái chân còn tại hướng về phía trước chạy như điên, mà trên cổ đầu thì lộ ra vẻ mờ mịt. Bộ ngực của hắn cũng một phân thành hai. Tần mục thu kiếm, nhưng vào lúc này chỉ thấy trên không bị cắt thành bốn đoạn ngọc bát xuyên biến thành bốn khối gỗ ngã xuống. Đào đại lý cương. Tần mục kinh ngạc, đưa tay nắm lên theo túi thao thiết bên trong bay lên kiếm hoàng, dùng sức ném ra. Hai thước vuông kiếm hoàng gào thét bay tới đằng trước, trên đường đi kiếm hoàng nhanh chóng xoay tròn, kiếm hoàng bên trong từng cái phi kiếm hóa thành một từng đạo hàng quan bắn trên mặt đất, chui vào khắp mặt đất. Mà trên mặt đất người kế tiếp ảnh phóng lên tận trời, chính là Ngọc Bác Xuyên, đi theo phía sau đạo đạo kiếm quan, kiếm quan là từ dưới đất phá đất mà lên, đem hắn từ dưới đất ép ra, theo đuổi không bỏ. Ngọc Bác Xuyên ngẩng đầu liền thấy kiếm hoàng phủ đầu đập tới, không khỏi sắc mặt đại biến, bị chiếc kia lớn không tưởng nổi kiếm hoàng đập trúng mặt, cả khuôn mặt rơi vào trong đầu, đầu thì rơi vào trong lòng ngực. Đột nhiên, thi thể của hắn biến thành thổ nhân từ không trung ngã xuống. Tần một hai con ngươi từng tầng từng tầng trận văn hiện lên, nhìn chầm chầm mặt đất, ánh mắt cũng đang nhanh chóng di chuyển, đột nhiên hai cánh tay hắn chấn động, thân hình bay ra, trong chớp mắt lao ra quân thành, một chưởng vỗ tại trước thành một đống trên núi đá, đống kia núi đá ầm vang nổ tung, loạn thạch bên trong ngọc bác xuyên thân ảnh chật hiện. Trận sư, ta ở ngoài thành giết hắn, xem như cho ngươi lưu cái đường lui. Tần mục thanh âm xuyên vào trong thành, hòa y y nhíu mày, ngẩng đầu hướng thành nhìn ra ngoài, chỉ thấy tần mục thò tay cầm đao, một cái dao mổ lợn tự động bay lên, bị hắn quơ trong tay, trở tay cầm đao. Hai người thiếu niên ở giữa không trung thân hình đang xen, giống như là hai cái lẫn nhau xoay tròn con quay, qua lại trao đổi bước chân. Suy, huyết quan chợt hiện, tần mục sách theo đầu người rơi xuống từ trên không, trong tay kia đại đao mũi đao còn đang rỉ máu. Bành Phía sau hắn ngọc bác xuyên thi thể rơi xuống Đập xuống đất bắn hai lần Trong thành Trận sư hòa y y cùng một đám quân thành cao thủ sắc mặt đại biến Ngơ ngác nhìn ngoài thành cái kia sách đầu mà đứng thiếu niên Đề đao xuất cắm lai Tay kéo quân vương đầu Đồ tể đao pháp cùng hắn thơ đồng dạng phóng khoáng Đồng dạng cuồng ngạo ngỗ ngược Thời khắc này tần mục cũng là cuồng ngạo ngỗ ngược Ngược lại đao giết người đem hòa y y cho rằng sẽ không chết ở chỗ này ngọc bác xuyên tại chỗ chém giết. Chân thiên cung thiếu công tử chết rồi. Chúng người khóe mắt nhảy loạn, tâm tình đều là vô cùng nặng nề. Vị này tần giáo chủ mang theo một đầu lông kỳ lân cùng tiểu công chúa, liền dám can đảm xông vào tây thổ, một đường chém giết. hiện tại lại sách đao giết chân thiên cung chủ con trai, quả thật là như là hổ đói, khí diễm ngập trời, không phụ thiên ma giáo chủ danh nghĩa. Gió thổi báo dông bão sắp đến hiện nay chân thiên cung chủ cùng bá cẩu chỉ có ngọc công tử một đứa con trai, bây giờ nhưng chết tại quân thành bên ngoài. Vị này từ trung thổ duyên khang mà đến thiên ma giáo chủ quả nhiên là thủ đoạn độc ác, quả quyết dứt khoát, chỉ muốn lấy được một chút xíu cơ hội liền sẽ một mực nắm chặt, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Muốn trong tay hắn chạy trốn, khó chi gặp nạn, chỉ sợ cũng chỉ có lâu lan hoàng kim cung đại tôn loại kia xảo trá tàn nhẫn tồn tại, mới có thể nhiều lần chạy ra hắn đuổi giết mà Ngọc Bác Xuyên chạy trốn bản lĩnh, hiển nhiên so đại tôn này loại sống vạn năm lão quái vật kém rất nhiều, dù là hắn là chân thiên cung chủ cùng bá cẩu con trai. Hoa y y đi ra ngoài thành, lại thấy Tần mục đem Ngọc Bác Xuyên đầu thả xuống, lấy ra một cái bầu rượu, rót ra chén rượu đặt ở Ngọc Bác Xuyên bên cạnh thi thể. Người ưa thích giết chết địch nhân về sau, cùng người chết tán gẫu. Tần mục ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, đem bình rượu đặt ở ngọc bác xuyên đầu bên cạnh, thản nhiên nói. Ta không thích. Không trò chuyện, cáo từ. Dứt lời đứng dậy hướng Hòa Y Y nên đón. Tần giáo chủ. Hòa Y Y làm lễ ra mắt. Tần mục đáp lễ, sắc mặt hiền lành. Trận sư tỷ tỷ, xưng hô như thế nào? Hòa Y Y ánh mắt kỳ dị, hiếu kỳ nói. Giáo chủ không biết tên của ta. Ta họ Hòa, gọi là Y Y, họ Hòa tại Tây Thổ là cái thế gia vọng tộc, gia học uyên thâm thì ra là thế tần mục khen y y tỷ trận pháp trình độ rất không tội ta nhất thời một lát cũng phá giải không được không thể không dùng thế giới trong tranh thoát khỏi của ngươi trận pháp nguyên lai y y tỷ là thế gia truyền thừa các ngươi hòa gia tại trên trận pháp trình độ rất là bất phàm có thể nói là thiên hạ đệ tam hòa y y sau lưng tất cả mọi người có chút sắc mặt giận dữ hòa gia trận pháp thiên hạ đệ nhất đây là mọi người đều biết chuyện mà tới được tầng một nơi này liền biến thành thiên hạ đệ tam bọn họ há có thể không giận hoa y y nhìn một chút hùng kỳ nhi hiển nhiên nhận ra tiểu nữ hài mỉm cười nói trận pháp đệ nhất vẫn là đệ tam ta không quan tâm tần giáo chủ mang theo tiểu công chúa chạy tới chân thiên cung ngược lại là mưu đồ khá lớn chỉ bất quá trong mắt của ta giáo chủ đây là đi tới chân thiên cung chịu chết nhưng mà giáo chủ lại không giống như là chịu chết người, không biết phải chăng là có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Y y tỷ muốn ở chỗ này nói ư. Hoa y y mời hắn tiến vào trong thành, đi tới nội thành chủ điện ngồi vào chỗ xuống, tầng mục sắc mặt nghiêm nghị, nói. Trận sư hẳn phải biết ta này tới mục đích A. Hoa y y trong lòng hơi chấn động, miệng thơm khẽ nhất, thất thanh nói. Ngươi là ý định trợ giúp nải quỳ đoạt lại cung chủ vị trí nãi quỳ cũng đến, nàng ẩn núp trong bóng tối. Tần Mục cười khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: Y Y tỷ quá xem thường ta. Ta này đến, là Phụng Hoàng Đế Danh Nghĩa, Chiêu An Tây Thổ. Trong điện, quân thành tất cả đại thế gia chi chủ đều là hai mặt nhìn nhau. Phụng Hoàng Đế Danh Nghĩa, Chiêu An Tây Thổ. Chỉ bằng Tần Mục một, một người. Hoa Y Y ánh mắt chớp động. Tần Giáo chủ khẩu khí có phần quá lớn ngươi có năng lực gì chiếm đoạt tây thổ tần mục mỉm cười ta là thiên ma giáo chủ đây chính là năng lực ta thiên ma giáo thần thông giả trăm vạn ta vung cánh tay hô lên trăm vạn tụ tập ta chỉ một ngón tay đại quân chỗ hướng sang bằng tất cả các ngươi tây thổ yên lặng quá lâu tất cả thành các nơi mạnh ai nấy làm đừng nói đối mặt hoàng đế thiên uy liền xem như đối mặt ta thiên ma giáo trăm vạn thần thông giả cũng là gà đất chó sành không đỡ nổi một đòn hắn đứng dậy chắp hai tay sau lưng ta tạo xạ nhật thần pháo bắn vết thượng thương ngọc quân ta hàng phục hoàng long lệnh hắn canh giữ dũng giang lại hàng phục thượng thương bạch khích lệnh hắn canh giữ bách tuế sơn ta duyên khang tại thần đoạn sơn chiến dịch tiêu diệt thượng thương chư thần ánh mắt của hắn như điện liếc nhìn mọi người ta nếu muốn diệt các ngươi tây thổ trong nháy mắt trong điện mọi người sắc mặt trắng bệch. Tần mục lộ ra nụ cười. Bất quá, ta cũng không muốn tây thổ sinh linh đồ tháng, vẫn là không muốn phá hư nơi này an bình, nếu như nếu có thể để Nãi quỳ lần nữa leo lên cung chủ vị trí, Nãi quỳ xuất lĩnh chân thiên cung quy thuận duyên khang, bất động một binh một tốt, không thương tổn bất luận cái gì tính mạng, ta cho dù xông pha khói lửa vào tây thổ, thì thế nào? Ta thân này an nguy, cuối cùng không bằng tây thổ dân chúng tính mạng quan trọng y y tỷ, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một chút sức lực? Hoa y y hướng sau lưng quân thành thế gia chi chủ nhìn lại, mọi người sợ hãi. Hoa y y lông mày cau lại, đột nhiên cười nói. Tần giáo chủ nói ta trận pháp thiên hạ đệ tam, dám hỏi thiên hạ đệ nhất là ai? Thứ hai là ai? Y y rất muốn gặp biết một phen. Chương 2 Đổi mới á, cảm ơn chờ tới bây giờ thư hữu, thức đêm chờ tới bây giờ, ta yêu các ngươi. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 454 Loạn làm hoa mắt người nhìn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 454 Loạn làm hoa mắt người nhìn nàng mặc dù nói mình không quan tâm đệ nhất vẫn là đệ tam, chẳng qua vẫn là không nhìn được động lòng hiếu kỳ. Tại Tây Thổ, nàng được xưng trận sư, Tây Thổ trận pháp thứ nhất, nhưng phóng nhãn thiên hạ, có phải là hay không đệ nhất nàng liền không dám khẳng định. Nhưng nàng làm nhiều năm như vậy thứ nhất, vẫn là có tranh cường háo thắng chi tâm. Tần mục là thiên ma giáo ma giáo chủ, kiến thức trọng rãi, nàng ngã muốn nhìn một chút tần mục trong miệng thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị là ai. Thật ra thì y y tỷ có chỗ không biết, ta cũng là xuất thân tự đại khư trận pháp đệ nhất thế gia. Tần mục sắc mặt thành khẩn, nói. Trận pháp này thiên hạ đệ nhất, chính là nhà ta mù gia gia. Hoa y y trừng lớn đen lấy con mắt, đại khư trận pháp đệ nhất thế gia. Trận pháp đệ nhất thiên hạ là một cái người mù. Tần giáo chủ đối với trận pháp có hay không có hiểu lầm gì đó. Hoa y y lạnh nhạt nói. Trận pháp chính là thuật toán chi đạo, đơn giản nhất như cửu cung trận, khảm không chấn tốn trung càng đoái cấn ly, đại biểu chính cái con số, con số không tái diễn, tăng theo cấp số cộng 45. mươi hơi khó một chút bát quái trận, từ 8 tiếng chuyển 64 tiếng, diễn biến vô cùng. Lại khó một chút ngũ hành trận, ngũ hành bát quái trận, 5 tiếng, 8 tiếng, 64 tiếng. Càng khó một chút thái cực trận, vô cực trận, chu vi hình tròn không thể cùng tận, trận pháp vận chuyển tính được cực điểm tinh diệu, cũng có sơ hở. Một cái người mù, tại thuộc số bên trên có thể có bao nhiêu trình độ? Tần Mục nghiêm nghị nói. Tỷ tỷ nhìn con mắt ta, Hoa y y không hiểu hắn ý, tinh tế quan sát đôi mắt của hắn, không khỏi tâm thần hơi chấn động. Chỉ thấy cái này chàng trai trong đôi mắt từng vòng từng vòng trận văn tại từ từ tạo ra, diễn biến thành cái thứ nhất trọng thiên. Những này trận văn bên trong tích chứa toán học biến hóa để nàng bê không khỏi mê say tại con mắt của thiếu niên này bên trong. Nàng còn chưa từng kịp tìm hiểu thấu đáo tầng một đồng tử bên trong toán học biến hóa, đệ nhị trọng thiên lại tại hình thành bên trong, cái này nhất trọng thiên liên quan đến toán học biến hóa càng thêm phức tạp, càng thâm ảo hơn. sau đó lại là tầng thứ ba, đệ tứ trọng thiên, đến tầng thứ năm cảnh tiêu thiên, tầng một trong đôi mắt trận pháp biến hóa lúc này mới ngừng. nhất trọng đôi mắt nhất trọng thiên, trong này thuộc số trình độ làm người ta nhìn mà than thở. tầng một hiện nay tu vi trình độ chỉ có thể đem cửu trọng thiên khai nhãn pháp thôi thúc đến cảnh tiêu thiên mức độ, nhưng mà trong mắt của hắn biến hóa còn chưa ngừng một vòng mặt trời điểm điểm tinh mang trong mắt hắn sinh ra, mặt trời giấu tại chỗ sâu, chồng sao lóng lánh hóa thành tinh hà quay chung quanh mặt trời vận chuyển. trong chủ điện, quân thành trên dưới một trăm vị thế gia đại phiệt thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau. hiện tại, hòa y y suýt chút nữa kề sát tới tầng một trên mặt, hai người bốn mắt đối lập, trận sư hòa y y nhìn xem tầng một con mắt, giống như là tình nhân cùng tình lang thâm tình nhìn nhau, ý loạn tình mê. khủ khủ. Một vị tóc trắng xóa bà lão luôn miệng ho khan, muốn nhắc nhở bọn họ thành chủ. Hoa y y cái này mới tỉnh ngộ, không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng hồng, liền vội vàng lui về phía sau, nghiêm mặt nói. Vị này mù gia gia, quả thực có thể nói đệ nhất thiên hạ trận pháp chuyên gia, ta tự thẹn không bằng. Tần mục vẻ mặt cũng có chút ửng hồng, hoa y y dáng gần như vậy, để hắn cũng có chút tim đập rộn lên, vội vàng nói. Ta lúc trước cùng mù gia gia học tập khai nhãn pháp, qua loa đại khái không hiểu trong đó trận pháp biến hóa mù gia gia thần nhãn có thể thấy rõ tất cả hư ảo nhìn phá không gian trận pháp chiêu thức biến hóa về sau ta học được đạo môn thuật số lúc này mới lý giải trong đó liên lụy đến toán học biến hóa đạo môn dùng thuật số tới giải thiên địa vạn vật vũ trụ vận hành mà mù gia gia thần nhãn sở dĩ có thể thấy rõ tất cả chính là bởi vì thuật số là cái này chân lý của vũ trụ bởi vậy ta mới hiểu được mù gia gia mới là trận pháp đệ nhất nhân. Hoa y y đè xuống trong lòng ý đồ khác, nghiêm mặt nói. Hắn nếu muốn vỡ ta quân thành trận pháp, dễ như trở bàn tay, đệ nhất nhân tên đến thực quy. Như vậy cái này thiên hạ đệ nhị trận pháp chuyên gia là ai? Tần mục lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Hoa y y lại trừng lớn đen lấy con mắt, thất thanh nói. Ngươi là thiên hạ đệ nhị trận pháp chuyên gia. Tần mục mặt toát mồ hôi nói ta nguyên bản không dám tự xưng đệ nhị, chẳng qua thấy được y y tỷ trận pháp, ta cảm thấy ta vẫn là có thể làm đệ nhị. Hoa y y giận tùy tâm sinh, hàm răng nghiến đến kẻo kẹt vang vọng, cười tủng tỉm nói. Thứ nhất, ta là không dám tranh, bất quá ta nhưng không cam lòng khuất tại đệ tam. Tần giáo chủ tự xưng hạ độc đệ tam, đánh bại mộc ánh tuyết, để ánh tuyết nha đầu kia tự nhận độc công thiên hạ đệ tứ, bây giờ lại tự xưng trận pháp thiên hạ đệ nhị, ngươi sở học có phần quá hỗn tạp. Đã như vậy, như vậy chúng ta liền lại đến sau một lần. Tần Mục Hiếu Kỳ nói. Như thế nào so? Hòa y y trầm ngâm một lát, cười nói. Vẫn là cái này quân thành. Ngươi ở ngoài thành, ta ở trong thành, ngay ở chỗ này bất động. Ngươi nếu là có thể vào thành tìm được ta, ta tự nhận thấp ngươi một đầu, đồng ý đệ tam. Không chỉ có như vậy, sau này hòa gia cùng hòa gia thế lực chỉ ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngươi nếu muốn nâng đỡ nải quỳ lại lên cung chủ vị trí, ta hòa gia hết sức giúp đỡ. Tần mục cười ha ha, vương người đứng dậy, cất bước đi ra ngoài thành. Trong điện, quân thành trên dưới một trăm vị cường giả hai mặt nhìn nhau, một vị bà lão đang muốn nói chuyện, hòa y y khoát tay nói. Các ngươi không cần nhiều lời. Ta muốn mượn cơ hội này quan sát duyên khang quốc trận pháp trình độ, ta trận pháp nếu như bị tần giáo chủ phá vỡ, ngày khác duyên khang đến đánh quân thành cũng tất nhiên sẽ bị phá vỡ không bằng dứt khoát quy thuận duyên khang nếu như tần giáo chủ không phá được ta trận pháp như vậy ngày sau còn có lực đánh một trận các ngươi lui ra ta cùng tần giáo chủ đánh cờ một ván quyết định quân thành vận mệnh tây thổ vận mệnh một ván mọi người chỉ được rời khỏi quân thành cửa thành mở rộng tần mục để long kỳ lân mang theo hùng kỳ nhi ở lại ngoài thành cất bước đi vào trong thành Quân thành đột nhiên thay đổi, tất cả kiến trúc chìm vào lòng đất, biến mất không còn tâm tích. Từng khối đá tảng lơ lửng, diễn biến trận pháp. Quân thành bộ dáng đại biến, ở những người khác trong mắt đây chỉ là chút tảng đá di chuyển hóa thành đủ loại hình thái tạo thành kỳ quan, rất khó coi hiểu tảng đá mỗi một lần vận hành trận pháp biến hóa, nhưng mà rơi vào tầng một trong mắt lập tức trở nên lộng lẫy rực rỡ. Những ngày hòn đá mỗi một lần di chuyển mang cho hắn cảm nhận đều vô cùng vui vẻ đủ loại phù văn móc ngoặt bích hợp, đang xen cơ cấu, khiến cho hắn vui tai vui mắt. Bất kể là hàng rào ngàn trượng, vẫn là sát trận ung tùm, đều là toán học. Tần mục trong đôi mắt từng vòng từng vòng trận văn hiện lên, bước chân khi thì nhanh chóng di chuyển, khi thì bỗng nhiên ngừng, lại hoặc là nâng bút cải biến trận văn, lại hoặc là như hán tử xây một tiếng ba lui, có đôi khi lại giống là lòng bàn chân lắp lò so đồng dạng, trên không trung từng khối di chuyển tảng đá lớn ở giữa nhảy tới nhảy lui hắn lại giống là kinh hồng bay lên, từ lúc đem sát nhập hàng rào bên trong thoáng một cái đã qua, lại giống là rất giống mạnh mẽ đâm tới, nhìn như lấy hẳn phải chết khí khái đụng hướng về phía trước hàng rào, mà ở hắn sắp đụng vào vách đá lúc, vách đá lại đột nhiên nứt ra, tùy ý hắn xuyên qua. Hắn thông thả tại thuật số dịu giải, mở ra nguyên một đám thuật số vấn đề khó khăn, khoảng cách quân thành trung tâm càng ngày càng gần. Trong thành tất cả đều đang biến hóa, cho dù là bọn họ vừa rồi vị trí tòa kia chủ điện giờ phút này cũng chia giải biến mất duy nhất không có biến hóa chính là hòa y y đứng chỗ cô gái này vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại một cái trên trụ đá cũng không di chuyển khởi động quân thành biến hóa thay đổi đủ loại trận pháp ngăn cản tần mục lần này cùng lần trước khác biệt lần trước tần mục vào ẩn nấp bị vây ở trong thành không coi là công bằng giao thủ mà bây giờ tần mục xông trận vậy thì khảo nghiệm hai người trận pháp trình độ cao thấp. Qua thật lâu, Hoa Y Y thấy được tầng một thân ảnh, không khỏi sắc mặt khẩn trương, điên cuồng điều động từng khối đá tản bày trận, nhưng mà tầng một thân ảnh vẫn là không nhanh không chậm hướng bên này gần. Hoa Y Y đứng chỗ, là quân thành trung tâm, cũng là quân thành trận pháp trận nhãn, tầng một khoảng cách cái này trận nhãn chỉ có hơn 10 trường khoảng cách, cuối cùng nhất trọng trận pháp cũng không có thể ngăn cản ở bước chân của hắn. Hoa y y đột nhiên cắn răng, quân thành ầm vang chấn động, lúc trước tất cả trận pháp một phát khởi động, biến thành tuyệt sát chi cục, từng tòa sát trận châu liên bích hợp, quy lực cùng bạo trèo thăng, hướng hòa y y nơi ở nghiền ép mà tới. Nàng khởi động sát cục, cái này sát cục bỏ qua địch ta, bất kể tầng mục vẫn là chính nàng, đều sẽ bị sát trận thôn phệ, chỗ hủy diệt. Với tư cách Tây Thổ trận sư, kế thừa lấy hòa gia vinh quang, quyết không thể chịu đựng hòa gia thanh danh bị hao tổn trận pháp đệ nhất tên tuổi sa sút dù là là đồng quy vu tận cũng phải bảo vệ hòa gia tôn nghiêm tần mục sắc mặt biến hóa tại tuyệt sát trận pháp khởi động thời điểm lách mình đi tới hòa y y bên cạnh một tay đem nữ tử này vòng eo ngăn lại một cái tay khác nâng bút ở không trung vẽ tranh hòa y y nhắm mắt lại sát trận cuồn cuộn nghiền ép mà đến đem hai người nuốt hết nàng mở mắt nhưng thấy bọn họ giờ phút này đã vắng mặt quân thành bên trong mà giống như là trốn ở quân thành không gian chỗ sâu, quân thành tuyệt sát trận pháp ầm vang vang vọng, phá vỡ thế giới trong tranh, vẫn như cũ hướng bọn họ nghiện ép mà tới. Bọn họ vị trí thế giới trong tranh, sắp đổ sụp hủy diệt. Tần mục sắc mặt nghiêm túc, rồng bay phượng múa, thế bút thiên biến vạn hóa, tại tranh bên trong vẽ tranh, đột nhiên hòa y y cảm giác được bờ eo của mình chịu lực, bị hắn nắm cả sông vào tranh bên trong. Bọn họ lại xông vào một bức thế giới trong tranh, nơi này sơn thủy xinh đẹp hoa nở rực rỡ phong cảnh hợp lòng người nhưng mà sau một khắc quân thành sát trận nghiền vỡ cái này tranh bên trong vẻ thế giới lấy hủy diệt tất cả thế đè xuống ngươi cũng không phải là dùng trận pháp phá giải ta trận pháp hoa y y ngẩng đầu nhìn bên cạnh cái này nghiêm túc chàng trai nói coi như ngươi mang theo ta chạy ra quân thành sát trận ta cũng sẽ không chịu thua ngươi là trận pháp đệ nhị ta không tranh với ngươi là được Tần mục cười ha ha, vẫy mực múa bút, có văn nhân mặc khách tràn trời buông thả, tự nhiên văn tự, tại quân thành tuyệt sát trận pháp tiêu diệt tranh bên trong tranh trước đó mang theo nàng xuyên qua cái kế tiếp thế giới trong tranh. Bức họa này bên trong, quần tinh sáng chói, bọn họ uống lượng như đi đến bóng tối tinh không bên trong, từng khỏa ngôi sao như là phát sáng bảo thạch tô điểm bóng tối. Tần mục mang theo nàng chân đạp ngôi sao, trong tinh không chạy, bút trong tay một khắc không ngừng, trong tinh không vẽ ra một cái tinh hà phía sau là vọt tới quân thành tuyệt sát trận pháp nhưng mà bọn họ nhưng nhảy vào giữa sông soạt phóng tới phương xa tinh hà hướng phía dưới chảy xiết mà đi tầng mục nắm cả bờ eo của nàng bị tinh hà cuốn đi bút trong tay tự nhiên chỉ điểm đột nhiên nắm cả nàng nhảy lên một cái nhảy đến một mảnh trên vách núi hoa y y vừa mới đứng vững còn chưa lấy lại tinh thần lại thấy tận một bút mực phát họa thu bút lau một cái ông nàng nhảy đến vừa mới vẽ ra thiên trên lưng ngựa thiên mã theo tranh bên trong vọt ra, biến thành chân thực, cộc 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 bắt đầu chạy, bạch mã hai cánh vỗ cánh phi hành, gào thét mà đi, đem phía sau sát trận xa xa dứt bỏ. Tần một lần thứ hai nâng bút múa bút, tùy ý tự nhiên, một cánh cửa tại bọn họ phía trước xuất hiện, cửa mở ra, ánh sáng theo ngoài cửa phóng tới. Thiên mã chở lấy bọn hắn xông vào cửa bên trong, hòa y y ngơ ngác, nhưng thấy bọn họ đi tới quân thành bên ngoài đỉnh núi tần mục đưa nàng chèn lên eo ông lấy tung người xuống ngựa thiên mã vỗ cánh nâng lên móng trước tê minh một tiếng ở bên cạnh họ a à hóa thành điểm điểm vết mực phiêu tán nơi xa quân thành rất nhiều thế gia chi chủ vội vàng chạy đến bay tới bên cạnh bọn họ một vị lão giả đang muốn nói chuyện hòa y y đột nhiên cười nói khẽ ta thua tần giáo chủ trận pháp thiên hạ đại nhị ta hòa gia cùng quân thành trên dưới hết sức đi theo tần mục trong lòng buồn bực, hướng nàng nhìn lại. Hoa y y trong mắt có một sợi nhu tình ấp ủ, mắt như thu thủy. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 455 Trận sư thủ đoạn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 455 Trận sư thủ đoạn âm âm, âm âm, khổng lồ quân thành di chuyển về phía trước, tần mục cùng hòa y y sống vai đứng ở trên thành lầu, tức liền đã từng gặp qua tòa thành thị này tự động đi lại kỳ quan, tần mục vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tây thổ thần thông mặc dù nhưng đã có bên trên thời gian vạn năm không có tiến bộ, nhưng loại này vạn vật có linh vạn vật có thần lý niệm vẫn như cũ cực kỳ bất phàm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong thành người đi đường như dệt cưỡi, người đến người đi, không khỏi tắm tắt lấy làm kỳ lạ. Trận sư hòa y y nhận thua về sau, liền gọi đến quân thành cư dân, quân thành ước chừng 10 vạn nhân khẩu, giờ phút này đều trở lại trong thành, đại thành mang theo nhiều người như vậy đi lại, trèo đèo lội suối, loại tình cảnh này quả thực không thể tưởng tượng, nhưng mà nhưng liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Muốn muốn lật đổ chân thiên cung ngọc cung chủ, cũng không dễ dàng. Hòa y y nói, loại trừ chúng ta hòa gia, còn cần cái khác thế gia ủng hộ. Ta Tây Thổ có Ngọc Gia, Hùng Gia cái này hai đại thế gia, thực lực mạnh nhất. Hùng gia đã xuống dốc, bị Ngọc gia cướp đi chân thiên cung chủ vị trí. Còn có độc sư Mộc Ánh Tuyết Mộc gia, kiếm sư La Doãn Ngọc La gia, Phương gia, Liễu gia, Cung gia, Hy gia, Phúc gia, cùng sở hữu 10 đại thế gia. Trừ cái đó ra, còn có Ngật Kha, Mão Si, Khách Hương Tạp mấy thế gia, thực lực cũng là không kém. Tần Mục suy tư nói, Hùng gia vì cái gì có thế kế thừa chân thiên cung chủ vị trí? cái khác thế gia là không cũng có tư cách này. Hùng gia kế thừa chân thiên cung chủ vị trí là bởi vì tổ tông truyền thừa, đời thứ nhất chân thiên cung chủ chính là họ Hùng. Hoa y y nói. Về sau lịch đại cung chủ cũng thường thường đều là họ Hùng, mặc dù thỉnh thoảng có cái khác dòng họ trở thành cung chủ chuyện phát sinh, nhưng nếu không được bao dài thời gian, Hùng gia lại sẽ trở lại cung chủ trên ghế ngồi. Nghe nói. Nàng nhìn tầng một bên người Hùng kỳ nhi một cái, nói nghe nói, hùng gia tổ tiên có thần chỉ ủng hộ, cho nên mới có thế một mực ngồi tại cung chủ trên ghế ngồi. Bất quá, lần này không giống, nghe nói tôn này thần chỉ đối hùng gia nải quỳ không hài lòng, ngược lại cùng Ngọc Gia có liên lạc, bởi vậy Ngọc Gia lúc này mới có thể dễ dàng như thế liền đem hùng gia thế lực nhổ tận gốc. Thần chỉ Chẳng lẽ là ta tại hỏa diễm trong sa mạc gặp phải một điêu tượng thần chủ nhân? Tần Mục khá là không giải, nói đã tôn thần chỉ này một mực ủng hộ hùng gia như vậy lại tại sao lại đột nhiên chuyển biến ủng hộ ngọc gia vậy thì không thể không nhắc tới bá cẩu hoa y y nói bá cẩu lai lịch không thể coi thường nghe đồn là thượng giới xuống cường giả nghe nói chính là hắn để ngọc gia cùng tôn thần chỉ này dắt đăng nhập vào bá cẩu tần mục nháy mắt mấy cái bá cẩu cùng nải quỳ đồng dạng đều là một loại kính sưng nải quỳ là công chúa mẹ bá cẩu thì là công chúa cha. Chẳng qua theo hắn hiểu rõ, chân thiên cung công chúa là Hùng Kỳ Nhi, phụ thân của nàng đã chết trận, như vậy Hòa Y Y nói tới bá cẩu, hẳn là ngọc gia chân thiên cung chủ chồng. Nhưng mà, chân thiên cung chủ chưa từng sinh ra nữ nhi, nên còn không đảm đương nổi bá cẩu xưng hô thế này. Vị này bá cẩu có thể cùng tôn này thần liên hệ với, địa vị không thể coi thường. Hòa Y Y nói. Hắn cực kỳ thần bí, nghe đồn đến từ thượng giới, là thượng thương khách tới. Hắn cùng chân thiên cung chủ kết hợp, nghe nói chân thiên cung chủ đã cảm giác mang thai, trong bụng có đứa bé, bá cậu đối ngoại thả ra gió đến, chân thiên cung chủ trong bụng đứa bé nhất định là cái cô gái, cũng chính là chân thiên cung công chúa. Sinh ra nữ nhi liền có thể ngồi vững vàng chân thiên cung chủ vị trí, loại quy củ này tận mục ngược lại là chưa từng nghe qua, chẳng qua tay thổ lấy nữ tử vi tôn, phong tục quả thực cùng duyên khang rất là khác biệt hơn nữa chỉ cần tu luyện ra thần nhãn nhìn ra trong bụng đứa bé là nam hay là nữ không hề phiền phức bá cẩu đã xác định chân thiên cung chủ trong bụng đứa bé là cô gái vậy liền chắc chắn sẽ không phạm sai lầm chân thiên cung chủ nhất định sẽ sinh ra một vị tiểu công chúa ngồi vững vàng vị trí này tần mục hỏi vị này bá cẩu họ gì họ ngọc tần mục giật mình cũng họ ngọc hắn cùng ngọc gia có quan hệ gì hoa y y giống như cười mà không phải cười nói chúng ta cũng muốn biết bá cẩu cùng ngọc gia có quan hệ gì tây thổ bên trong có rất nhiều đồn đại có nói bá cẩu là ngọc gia lão tổ tông còn có nói bá cẩu là thượng thương ngọc quân con trai ngọc gia là ngọc quân đời sau đồn đại nhiều khó phân biệt thật giả tần mục sắc mặt kỳ lạ hoa y y nói có người nói là hùng tích vũ tài học không đủ uy đức không đủ cho nên bị Ngọc Gia cướp đoạt cung chủ vị trí, nhưng mà trong mắt của ta, Hùng cung chủ mặc dù quả thực là tài học uy đức đều không đủ, nhưng chân chính trái phải tay thổ phong vân, vẫn là vị này bá cẩu. Tần mục nhẹ gật đầu. Hùng kỳ nhi liền ở bên cạnh hắn, nhưng mà hắn cũng không thể không thừa nhận hòa y y không có nói sai. Hùng tích vũ bất kể không ngoan vẫn là mưu kế thủ đoạn, cũng không quá giống như là thánh địa chi chủ nên có bộ dạng nàng không có trải qua bao nhiêu âm mưu quỷ kế, không có trải qua bao nhiêu máu tanh chém giết tranh đấu, tuổi còn trẻ liền leo lên cung chủ vị trí, đấu không lại Ngọc Gia cùng bá cẩu là đương nhiên. Tần Mục mặc dù cũng là tuổi còn trẻ liền leo lên thiên ma giáo cái này ma đạo thánh địa giáo chủ vị trí, nhưng mà chỉ bảo Tần Mục lại là tàn lão thôn chính lão, từ nhỏ liền bị truyền thụ đủ loại âm mưu quỷ kế, nham hiểm xảo trá, nhưng mà chính lão vẫn là ngại hắn quá thành thật. Cho nên, tần mục mới có thể ngồi vững vàng giáo chủ này vị trí trong giáo trên dưới đối với hắn đều là ngoan ngoãn quân thành tại trong sơn giả chạy như điên hướng tây phương mà đi cũng không có trực tiếp đi tới chân thiên cung bọn họ lần này là đi hòa gia tổ địa kiếm hà thung lũng nơi đó là hòa gia bản bộ vị trí với tư cách thế gia hòa gia tự nhiên cũng có bản thân thế lực to lớn cứ việc không bằng ngọc gia hùng gia nhưng cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng quân thành chạy nửa ngày rốt cục tại mặt trời xuống núi lúc tới đến kiếm hà thung lũng tần mục nhìn về nơi xa chỉ thấy một con sông lớn trực tiếp như kiếm mà hòa gia thành quách bộ lạc xây ở chui kiếm vị trí hai bên núi cao hiện ra hình kiếm từng tòa thành quách sắp xếp hai bên kiếm hà thủ hộ nơi này thành thị nhiều kỳ quỷ quân thành đi tới nơi này lúc tần mục giật mình nhìn thấy từng tòa núi lớn đứng lên nhường ra một lối đi mà ở trong nước lại có từng tòa bằng đá cây cầu dài theo đáy nước nổi lên lại là từng tôn thạch cự nhân công lưng để quân thành có thể dẫm lên trên vượt qua kiếm hà. Quá kỳ diệu, Tây Thổ Thế Giới thật sự là một cái tràn ngập kỳ tư diệu tưởng chỗ. Tần mục nhìn không được sợ hãi tháng phục. Hoa y y ánh mắt giống như thu thủy cắt mắt, khẽ cười nói. Tần giáo chủ như là ưa thích nơi này, liền không cần trở về, người có thể một mực ở chỗ này, y y làm bạn, du sơn ngoạn thủy, quan sát các nơi hùng vĩ. Tần mục vui vẻ nói nếu là y y tỷ dạng này gia nhân làm bạn, như vậy ngược lại là nhân sinh một vui thú lớn. Chỉ là ta việc vặt rất nhiều, giải quyết hết tay thổ chuyện về sau sợ là liền muốn chống lại thương ra tay, giải quyết hết thượng thương cái này tai họa về sau. Hơn nữa Duyên Khang còn có rất nhiều chuyện phải làm. Không bằng như vậy. Hắn hưng phấn nói. Chúng ta tại Tây Thổ chơi một đoạn thời gian, sau đó ngươi theo ta đi Duyên Khang, ta dẫn ngươi đi khắp nơi đi dạo, nhìn xem Duyên Khang quốc chỗ bất phàm. Nói không chừng ngươi sẽ thích được Duyên Khang. Hoa Y y lộ ra tâm động vẻ, nhưng lắc đầu nói: "Chỉ sợ không được. Hoa gia còn cần ta, ta không thể vứt bỏ bọn họ không để ý." Quân Thành đi vào kiếm Hà Thung Lũng, dừng lại. Thời khắc này kiếm Hà Thung Lũng tất cả thành tất cả trấn đèn đuốc sáng trưng, lộng lẫy vô cùng, đem dãy núi cùng kiếm Hà cũng chiếu sáng. "Chúng ta đi chủ điện." Hoa y y chân bên dưới một tảng đá lớn lơ lửng, mang theo hắn cùng hùng kỳ nhi hướng trong thành chủ điện tung bay đi, nói. Ta hòa gia thủ lĩnh rất nhanh liền sẽ đến đây gặp gỡ, ta cần chuẩn bị một chút. Cũng không lâu lắm, quân thành bên trong liền tới rất nhiều hòa gia nhân vật cao tầng, có nam có nữ, chỉ là nam tử số lượng ít, lấy nữ tử chiếm đa số, nhau nhau vào điện tới bái kiến hòa y y. Hòa y y mời thế gia rất nhiều cao tầng ngồi vào chỗ, để tầng mục tương bồi, nói, chư vị, vị này chính là Trung thổ duyên khang quốc thánh địa, thiên ma giáo tần giáo chủ. trong điện mọi người một mảnh xôn xao, một vị bà lão run rẩy tán dương. trận sư quả thật bất phàm, đem cái này mà giáo chủ bắt giữ, bây giờ có thể hướng chân thiên cung xin thưởng. xin thưởng. hoa y y bật cười, lắc đầu nói, chân thiên cung ngọc cung chủ, bất quá là một cái mưu quyền sáng vị tiểu tiện nhân, cũng xứng bắt lại tần giáo chủ thứ cho ta nói thẳng, nếu không phải có bá cậu ủng hộ nàng, nàng có thể ngồi lên người cung chủ này vị trí. Bụng của nàng bất tranh khí, những năm này chỉ có thể sinh con trai, liền cái nữ nhi đều sinh không đến, có tài đức gì. Trong điện chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hoa y y nhìn về phía tầng mục, tầng mục mỉm cười, nắm hùng kỳ nhi tay, cất cao giọng nói. Hoa gia chư vị sư tỷ, vị này mới là chân thiên cung tiểu công chúa. Hoa y y cười nói chân thiên cung tiểu công chúa ngay ở chỗ này, hùng cung chủ cũng tại không xa, ta hòa gia nếu là có thể giúp đỡ hùng cung chủ, diệt trường ngọc gia tiểu tiện nhân, lại lên cung chủ vị trí, chẳng phải là vượt qua dùng tần giáo chủ xin thưởng gấp trăm lần. Chư vị, các ngươi đều là trong tộc trưởng lão, các ngươi có ý kiến gì? Trong điện mọi người trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, hòa gia nam tử không dám nói lời nào, ngược lại là nữ là gan cỏn con rất lớn, rất nhanh có người phản kháng nói. Trận sư nghĩ lại, trận sư, cái kia Ngọc gia bây giờ như mặt trời ban trưa, chúng ta hòa gia như thế nào là Ngọc gia đối thủ. Huống chi, còn có bá cậu ủng hộ nàng. Nói hay lắm. Hoa Y Y cười tủm tỉm nói, cho nên cùng Thiên Ma Giáo liên thủ, có Thiên Ma Giáo giúp đỡ, còn sợ Ngọc gia hay sao? Nếu như nếu các ngươi cho rằng còn chưa đủ, như vậy liên thủ tiếp Mộc gia, La gia có lẽ các nàng cũng có lễ nghĩa liêm sĩ chi tâm, không phục Ngọc Gia lâu vậy. Lại có một vị trung niên phụ nhân bỗng nhiên đứng dậy, tức nói. Ngọc Gia bây giờ trưởng quản chân thiên cung, thế lực hạng gì bao lớn. Trận sư ngươi tuy là gia chủ, nhưng ta xem là chân thực bị điên. Trận sư nghĩ lại cho kỹ. Lại có một vị bà lão đứng dậy, chống gậy nói. Không thể đem ta hòa gia thân gia tính mạng áp đang đánh cược cục bên trên lại có một nữ tử đại nghĩa lẫm nhiên nói ta hòa gia vạn năm cơ nghiệp không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát trận sư nếu như khư khư cố chấp như vậy liền đem vị trí gia chủ nhường lại không sai nhường ra vị trí gia chủ hoa y y nhìn chung quanh một tuần vẻ mặt ôn hòa nói còn có vị kia trưởng lão có thành kiến yên tâm nói lớn mật nói nơi này dù sao cũng là trong tộc sự tình các ngươi đều là ta cô cô thẩm thẩm nải nải tổ nải nải ta dù sao cũng là vãn bối đều có thể thương lượng lại có mấy vị trong tộc trưởng lão đứng lên lời lẽ nghiêm khắc chỉ trích hoa y y chờ giây lát không có những người khác đứng lên phản đối cười nói nhìn tới chư vị cô cô nải nải tổ nải nải là quên ta là thế nào trở thành trận sư thành vì người gia chủ này đứng lên mọi người sắc mặt đại biến đang muốn xông ra cung điện này đột nhiên quân thành âm vang vang vọng, lòng đất tuôn ra nguyên một đám lòng giam, đem vừa rồi nói lời phản đối người hết thảy bắt giữ, khóa tại lòng giam, lòng giam chìm vào lòng đất. Hoa y y vỗ tay một cái, cười nói. Chờ đến ta diệt trường Ngọc Gia, lại thả các ngươi đi ra hoạt động một chút. Các trưởng lão khác còn có ý kiến gì? Trong điện mọi người nhao nhao đứng dậy, không người xuống, trăm miệng một lời. Duy trận sư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoa y y nhìn về phía tần mục, cười nói. Tần giáo chủ thấy ta thủ đoạn như thế nào? Tần mục cười nói. Y y tỷ là cái nữ tử hiếm thấy. Hoa y y ánh mắt lưu chuyển, có mấy phần ngượng ngùng, thấp giọng nói. Đêm nay, ta cửa sổ không đóng, ngươi nếu là bò vào đến, chúng ta có thể suốt đêm tâm tình trận pháp, đi sâu giao lưu một ít. Đăng ký. Ngật Kha, Mão Si, Khách Hương Tạp đều là miêu tộc dòng họ, ngật kha dòng họ tương đối cổ xưa không phải trạch trư dùng mặt lăng bàn phím đánh ra tới mộc ngọc liễu lúa gấu mấy dòng họ cũng đều là trong miêu tộc thế gia vọng tộc đăng ký bá cẩu trong miêu tộc đối công chúa cha xưng hô nải quỳ là đối công chúa mẹ xưng hô thật không phải là trạch trư chẳng muốn đặt tên dùng mặt lăng bàn phím bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video